Thank you.
Thank you.
Trong thời gian chờ thầy chuẩn bị máy cho cái thường trực và tổ chức lớp gửi đến các anh chị học viên và các học viên. Thứ nhất là trong cái hôm thi quốc tế vừa rồi, ban tổ chức lớp có gửi đến các anh thì trong thời gian qua thì ban tổ chức lớp nhận được có 4 ý kiến mà tất cả các ý kiến này đều mang tính tích cực. Thì em nghĩ rằng trong quá trình tổ chức lớp chắc chắn có những cái sai sót nhất định, thì các anh chị cũng vui lòng góp ý để cho chương trình ban tổ chức lớp có những điều chỉnh thích hợp nhất cho các khóa đào tạo này, nó không có vấn đề. Vấn đề thứ hai nữa, em cũng muốn chia sẻ với anh chị học viên là lớp học của chúng ta được giám sát bởi một cái camera online, có nghĩa là tại các đầu giờ, nhất là các đầu giờ thì ban tổ chức nhân sự thông thường quét camera về vị trí chỗ ngồi cho anh chị, và có một thông tin đến chương trình ban tổ chức lớp và yêu cầu báo cáo. Cho nên là em cũng mong các anh chị và cái các buổi lần giờ thì các anh chị có mặt đúng giờ để cho tiện cho công tác báo cáo của chúng em. Tiếp theo, kính thưa anh chị, sáng hôm nay chúng ta sẽ đi đến một cái chuyên đề thứ ba trong chuỗi 11 chuyên đề lý thuyết, đó là chuyên đề quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp, được sự chia sẻ của thạc sĩ Thái Kim Hùng, phó trưởng khoa công nghiệp thông tin kinh doanh trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng kính mời. Đầu tiên thì xin phép được rất chào đến các anh chị mỗi cấp 4. Thì được sự phân công thì tôi sẽ phụ trách các anh chị một cái nội dung trong quản lý luôn, nó có tên là hệ thống thông tin quản trị thông tin. Thì cái chuyên đề này nó gắn liền với những anh em làm bên IT, tức là bên công nghệ thông tin một chút xíu, nhưng mà chúng ta sẽ nhìn vấn đề trên cái quan điểm của những người làm quản lý về cái việc mà mình vận hành những hệ thống thông tin hiện nay trong doanh nghiệp mình nó như thế nào. Thì trong cái chủ đề này tôi sẽ nói về cái sự hình thành và phát triển của những hệ thống tin trong doanh nghiệp. Và hiện nay thì đây là một cái nhu cầu gọi là gần như là bắt buộc cho các doanh nghiệp trong cái bối cảnh mới, và để ta chuẩn bị cho một cái lộ trình đó là cái 4.0, đúng không ạ? Thì hiện nay ta thấy là cái sự hình thành và phát triển của những hệ thống tin trong doanh nghiệp đó, nó càng diễn ra một cách mạnh mẽ, nghĩa là các doanh nghiệp mình buộc phải dùng các hệ thống công nghệ tin trong quá trình quản lý. Cái điều tất yếu rồi, không còn là một cái lựa chọn nữa, mà gần như là cái bắt buộc cho công tác quản lý được hiệu quả hơn. Thì khi mà cái số lượng nhân sự lớn hoặc là cái số nghiệp vụ trong doanh nghiệp nó tăng lên, tức là có nhiều hoạt động trong quản lý đấy, một lần là chúng ta phải dùng đến công nghệ thông tin. Và cũng với sự tác động của cái 4.0 á, nó dẫn đến là cái doanh nghiệp nào mà chưa có chuẩn bị công nghệ tin, tức là chưa áp dụng đó, thì ta bắt đầu tìm kiếm những công nghệ tin. Còn những đơn vị nào mà đã ứng dụng công nghệ tin thì chúng ta bắt đầu là tìm cách để mình làm sao khai thác nó một cách hiệu quả. Thì điển hình là như đơn vị của mình thì chúng ta có rất nhiều phần mềm hiện nay, dạ đúng rồi, cũng khoảng là 40 phần mềm toàn bộ các đơn vị trong công ty đó. Như vậy thì hiện nay chúng ta đang tìm cách để chúng ta gom lại, dạ đúng rồi, và thay đổi. Dạ, chúng ta đang một giai đoạn đầu, đó chính là triển khai cái ERP. Dạ, phần mềm đầu tiên của ERP, đúng không? Là anh có thấy rồi, đó là sự thay đổi rất lớn. Và có tiếp tục ERP hay không, hay là mình dừng lại ở những hệ thống con, thì cái câu trả lời này nó sẽ được giới thiệu trong cái nội dung môn học luôn. Đó là cái sự hình thành và phát triển của hệ thống tin nó sẽ dẫn đến là buộc lòng chúng ta phải thay đổi hệ thống tin. Có hai lý do mà chúng ta buộc phải thay đổi hệ thống tin trong doanh nghiệp. Một, đó là sự thay đổi về mặt quản lý. Hai là sự thay đổi về công nghệ. Dạ đúng không? Ví dụ như tự nhiên có một cái sáp nhập hoặc là tách đơn vị thì một lần là cái quản lý buộc phải thay đổi, đúng không? Hoặc là những thông tư chính sách của pháp luật thay đổi thì một lần là hệ thống quản lý cũng thay đổi, thì dẫn đến là hệ thống tin của mình nó không đáp ứng được thì cũng phải thay đổi. Hoặc là môi trường mới, đặc biệt là công nghệ 4.0, thì vậy thì bắt đầu là sản sinh ra những công nghệ mới và buộc lòng các doanh nghiệp cũng phải thay đổi luôn trong hệ thống tin của mình. Hoặc là thế giới đã chứng minh được có những cái giải pháp công nghệ mà mang lại hiệu quả quản lý, ví dụ như là ERP. Thì tại sao ta lại mua ERP để triển khai mà không phải là do mấy anh em bên công ty mình tin phát triển nữa, mà ta mua từ thế giới? Dạ đúng không, nó có chuẩn mực riêng của nó, và đó chính là cái sự phát triển của công nghệ nó mang lại những hiệu quả về quản lý. Cho nên buộc lòng là cái doanh nghiệp mình phải khai thác để hiệu quả trong công tác quản lý của mình. Dạ rồi, thì thế thì các chị có một cái thắc mắc là tại sao trong trong trường kinh tế lại có khoa công nghệ thông tin? Dạ đúng không ạ, tại sao kinh tế lại quan tâm đến công nghệ thông tin?
Vậy đó chị, trước đây đó, thì cái quan điểm của mình khi nhìn vấn đề công nghệ thông tin đó, mình nghĩ đây là câu chuyện của anh kỹ thuật. Dạ đúng không? Chúng ta quan tâm cái vấn đề công nghệ thông tin mà ta giao toàn bộ trách nhiệm cho anh làm kỹ thuật, anh IT để anh làm. Có đúng không? Thì cái quan điểm này nó thay đổi một chút. Cái đây khoảng chừng 10 năm thì bắt đầu là trong các kiến thức về quản lý thì buộc lòng người ta đưa cái nội dung của quản trị thông tin vào xem như là nền tảng bắt buộc cho những người làm quản lý luôn. Xem như hiện nay là cái công nghệ nó gắn liền với lại quản lý chứ không phải là tách rời như là quan điểm là dùng cái này và đẩy cái này vào trong cái kỹ thuật. Thì xin thưa quý vị là trên thế giới thì cái lĩnh vực về thông tin nó rất phát triển và nó thuộc về những cái trường đào tạo về business management và chứ không phải thuộc về cái trường IT. Trên thế giới thì cái gì được mà cái gì quản trị thông tin hay là hệ thông tin quản lý hay là hệ thông tin kinh doanh, hệ thông tin doanh nghiệp thì cái nội dung này nó lại thuộc về những cái khoa hay là những trường đào tạo về business chứ không phải thuộc về cái trường về IT. Nhưng mà do cái sự phát triển ở cái trình độ phát triển của Việt Nam của mình á thì chúng ta chưa được thấy được cái tầm quan trọng của nó trong vấn đề về business. Và thì cũng từ lý do này cho nên trong trường đại học kinh tế Hồ Chí Minh đã có một cái khoa trước đây thì đào tạo chuyên về xử lý thông tin kinh tế, tức là xuất phát từ cái ngành toán và thống kê. Tại vì ngày xưa người ta cũng mong muốn rằng đưa máy tính vào để hỗ trợ cho các nhà quản trị mà trong việc ra quyết định, trong việc hoạch định chính sách kinh tế. Thì máy tính nó chỉ tham gia vào vai trò là chạy các số liệu và các nhà quản trị, các nhà quản lý kinh tế nhìn số liệu đó mà mình ra quyết định. Thì thưa các chị thì trong cái lĩnh vực về điện toán nói chung á, nó có ba cái hướng lớn. Đó là một là cái ngành khoa học máy tính. Cái thứ hai đó là công nghệ thông tin. Và hai thứ này là hai thứ nó khác nhau một chút thôi chị ạ. Dịch công nghệ dấu chấm thì thực ra là bản chất nó khác nhau. Và các trường đào tạo nào về khoa học máy tính, cái ngành khoa học máy tính có một bản ngành riêng nha. Thì sẽ học sâu về những cái giải thuật tính toán để làm sao cho cái máy tính nó có luôn. Còn cái công nghệ thông tin là gì? Là thừa hưởng cái giải pháp đó để mình xây dựng các công cụ phần mềm phục vụ cho định hướng xã hội. Đó là công nghệ mà cái khoa học, cái công nghệ mà. Dạ đúng rồi. Và lĩnh vực thứ ba đó là lĩnh vực về hệ thống thông tin quản lý. Thì đây chính là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào để hỗ trợ cho công tác về quản lý trong một doanh nghiệp. Thì là ba hướng lớn. Như vậy thì những cái trường hiện nay đào tạo về kinh tế thì buộc lòng phải có cái ngành hệ thống tin quản lý để hỗ trợ cho những quản lý về sau này cái gì ha. Còn trước đây thì chúng ta lại thấy cái ngành này thì nó không có người đâu đông lắm, tại vì chưa hiểu cái vai trò thực sự của nó. Nhưng mà trên thế giới thì đã đi trước trình độ và quản lý, ta dùng công nghệ cũng đã hơn 20 năm, cho nên ở họ thì cái ngành này phát triển rất mạnh. Còn của mình ở đây thì doanh nghiệp thì cần, nhưng mà xã hội thì người ta không thấy được cái vai trò thực sự của hệ thống tin quản lý. Cho nên hiện nay thì một số trường quản lý về kinh tế đó, thì bắt buộc có cái ngành công nghệ, ngành về hệ thống tin nói chung các chị ha. Thì đó chính là lý do tại sao trường kinh tế có cái ngành công nghệ thông tin và ta đổi từ công nghệ tin kinh doanh, tức là mục đích là gắn vấn đề kinh doanh về quản lý cho nó hiệu quả hơn. Thế rồi thì ở đây để cho chúng ta tiếp cận một cách nó rõ ràng cụ thể và cho các nhà quản lý có một quan điểm tương đối là đầy đủ về hệ thống tin thì chúng ta sẽ đi vào một phần nghiên cứu bản một xíu, tức là lý giải sự hình thành của nó. Như vậy thì chúng ta sẽ có hình dung được thứ nhất là vấn đề về thông tin trong doanh nghiệp, thứ hai là hiện nay là chúng ta đã triển khai những cái mô hình gì trong thực tế trong thực tiễn quản lý của anh chị, và thứ ba thì chúng ta nhận thức vai trò thực sự của hệ thống tin mang lại như thế nào trong vấn đề về sản xuất kinh doanh, trong vấn đề về hỗ trợ các anh chị làm công tác về quản lý về đặc định, và thứ ba đó là hỗ trợ cho các anh lãnh đạo cấp cao trong việc cạnh tranh hội nhập. Đó là ba vai trò thực sự của nó. Thứ nhất là hỗ trợ cho công tác thực hiện những công việc hàng ngày, thứ hai hỗ trợ cho những anh làm quản lý trong việc ra quyết định, xem báo cáo ra quyết định rồi đó, và cái thứ ba là hỗ trợ cho những anh cấp cao, tức là cấp cao thì liên quan đến vấn đề chiến lược về cạnh tranh thì ta cũng cần cái chuyện của mình tin cái gì đấy, là tại do cái môi trường của mình thì nó không có mang tính cạnh tranh. Nhưng mà những công ty bên ngoài, ví dụ đơn cử lấy một mô hình doanh nghiệp mà dùng công nghệ tin 100%, đó là ngân hàng đấy. Thì ngân hàng đâu phải một ngân hàng, rất nhiều ngân hàng, còn có mười mấy ngân hàng,
Vì vậy hiện nay thì họ rất chú trọng cái hệ thống công nghệ tin của họ, là gần như là 100% ứng dụng công nghệ tin đó các chị. Tại vì sao? Tại vì cái dịch vụ cung ứng cho khách hàng đó chính là dịch vụ công nghệ luôn. Thì vậy thì đối với khách hàng nào không có thay đổi, không có chịu mà kiểm soát cái quản lý của mình dựa trên nền tảng công nghệ tin đó, thì nó sẽ kiểm đến là mất khách hàng, tại vì cạnh tranh mà. Cho nên thì buộc lòng các doanh nghiệp dạng như vậy đó phải khai thác công nghệ tin một cách mạnh mẽ. Đó chính là vấn đề về cạnh tranh, về hội nhập. Và cũng như cơ hội này thì cũng cho các chị một cái tiếp cận tương đối là mới trong cái môi trường số, đó là vấn đề về kinh doanh bằng công nghệ thông tin, gọi là cái môi trường gọi là kinh doanh số hay là thực hiện cảnh phát triển. Thì cũng cho các một doanh nghiệp cái góc nhìn tương đối là rõ nét về tại sao chúng ta quan tâm đến cái môi trường số, tại sao chúng ta có cái luật an ninh mạng, đúng không? Cái sự bùng nổ của môi trường số đó và chúng ta tìm cách để chúng ta khai thác, ta ứng dụng, ta phát triển dựa trên môi trường nào. Tiếp theo đó là sẽ cung cấp cho các anh chị cái quá trình mà phát triển những hệ thống tin. Cái này liên quan đến trực tiếp tới các anh làm bên IT, tức là cái quy trình phát triển thông tin cũng như là cách thức quản trị đó là sao hiệu quả, và ai là người trực tiếp tham gia vào quản trị hệ thống tin. Và cuối cùng thì cũng nhân cái chương trình này cũng muốn có một phần cập nhật một số kiến thức tương đối là mới, và đặc biệt là cái 4 chấm. Chúng ta nói nhiều về 4 chấm, chúng ta bàn về 4 chấm, chúng ta đã có tổ chức các hội thảo về cái phương án để chuẩn bị cho 4 chấm, nhưng chúng ta hình dung là không hiểu hết cái nội hàm thực sự của 4 chấm là gì, để từ đó mình mới chuẩn bị cái gì cho nó, đúng không? Từ trung ương đến địa phương hiện nay là cứ tổ chức các hội thảo nói về 4 chấm, anh thủ tướng cũng nói về 4 chấm, đúng không anh? Các anh chủ tịch quận huyện thành phố gì cũng là 4 chấm, rồi trong một đơn vị mình cũng 4 chấm, từ anh tổng công ty cũng là 4 chấm, đến các đơn vị cũng là 4 chấm, rồi các tổ chức đoàn thể từ đoàn thanh niên rồi công đoàn rồi tổ chức đảng rồi cũng là 4 chấm. Tôi nói vui, hôm trước ở đơn vị tôi là tổ chức cũng là công đoàn cũng là công đoàn 4 chấm, là công đoàn thông minh đó. Cuối cùng bàn cãi nhau nói vậy thì thế nào là công đoàn 4.0. Thôi thì bây giờ là cho mấy anh IT vô ngồi trong ban chấp hành công đoàn, tự nhiên nó thông minh, tự nhiên nó 4 chấm được rồi. Dạ đâu, tại vì cái gì mới số, cái vấn đề là 4 chấm đến vì số. Thì cũng nhân cơ hội này cũng xin được phép là cập nhật một số cái kiến thức từ đó làm mới. Thế giới nó có gì mới thì tôi sẽ cố gắng là chia sẻ trong ngày hôm nay luôn. Tại vì cái nội dung này nó liên quan đến cái công nghiệp số nhiều. Thì tôi tóm lại nó có 3 cái nội dung lớn mà khi mà ta quan tâm đến một cái hệ thống tin doanh nghiệp. Thứ nhất đó là tổng quan và những cái khái niệm, những cái thành phần của nó, cái gì là anh hãy tôi quan tâm, cái gì thuộc về anh IT, cái gì thuộc về anh business tham gia trong lĩnh vực này. Cái thứ hai đó là những cái mô hình triển khai hệ thống tin trong thực tế của doanh nghiệp theo mô hình gì, và liệu rằng hiện nay EVN mình đã tiếp cận cái mô hình đó chưa, và ta đã làm đúng hay chưa theo cái bài bản về lý thuyết. Ngành nhiên thực tế nó sẽ có những cái thay đổi, nhưng mà cái phải tuân thủ theo những cái nền tảng về lý thuyết. Và cái thứ ba đó là phát triển và quản trị những hệ thống tin trong doanh nghiệp như thế nào, ai làm ra làm sao, và có những cái cách thức nào để mình làm cho hiệu quả. Bây giờ nên là tự làm hay nên mua? Dạ đúng không? Nếu chúng ta nên mua hết tất cả thì thôi, không có cái công ty công nghệ tin, đúng không? Người ta có công ty công nghệ tin, cái mô hình đó thì công ty công nghệ tin sẽ là người đứng ra phát triển. Nhưng mà ai quản trị, ai tư vấn thì chắc chắn là những cái anh bên ban. Cho nên ta vừa có ban IT mà ta vừa có công ty công nghệ tin, đúng không? Nếu mà một cái doanh nghiệp mà không có hai đơn vị này thì người ta sẽ làm sao? Phải có cái lý do của nó, đúng không? Có cái biểu phương pháp của nó. Thì vấn đề số 3 sẽ chia sẻ cho anh chị cái vấn đề này. Dạ rồi, thì xin thưa anh chị, thì cái nội dung này nó mang tính chất là du nhập cái lý thuyết là từ nước ngoài chủ yếu. Trên mình cũng cố gắng là dùng một số tài liệu của nước ngoài để cập nhật những cái công nghệ mới. Và hiện nay thì cái lĩnh vực này nó tương đối là phức tạp, mới. Tại vì vừa đụng với công nghệ, vừa đụng với bộ ý. Thì ở Việt Nam mình cũng thực sự xin thưa chị là không có cái tài liệu nào mà nó trọn vẹn, nó đầy đủ về hệ thống tin doanh nghiệp. Tại vì công nghệ thì nó ra rất là nhanh, từ thế giới thì nó ra từ hàng năm, tức là cập nhật quá trình mà về kiến thức mới từ năm.
Mà nếu như đem về Việt Nam thì thông thường là ở Việt Nam mình là đa phần là dịch chứ không ai biết rõ đâu. Dịch thì cuối cùng thì để có cuốn sách đó lên trên cái quyển sách mà ta tham khảo ấy, thì nó cũng đã để sang thế giới ít nhất là 3 năm. À, với 3 năm đó thì công nghệ thay đổi rất nhanh. Điển hình là từ năm 2016, 17, 18 thì 16 thì chưa nói gì có 4 chấm nên toàn bộ là những người dùng cũ. Nhưng mà qua đến 2018 là toàn bộ quyển sách của trên thế giới đều được cập nhật lại hết, mới toàn bộ trong các bộ ý. Chúng ta thấy là có những cái sản phẩm mới của công nghệ số mà buộc lòng là các nhà quản lý cũng phải quan tâm. Thì tôi lấy vài cái ví dụ cho anh chị thấy. Một, cái Bitcoin, cái blockchain. Dạ đúng không? Cái này ứng dụng vào đâu? Trong quản lý. Đúng không? Trong tất cả các giao dịch, trong kinh tế đều có thể sử dụng blockchain. Trong giao dịch tài chính đều sử dụng cái này luôn. Dạ đúng không? Và cái này cái hướng mới. Rồi, tại sao mấy anh làm về marketing, tức là công tác về truyền thông thì quan tâm đến 4.0? Thì vậy thì sách vở thế giới cũng cập nhật lại là làm marketing trên môi trường số như thế nào? Tức là có sự thay đổi lớn từ một cái truyền thống mà qua cái số, và cái sự thay đổi đó nó dẫn đến là chúng ta phải cập nhật lại. Nếu ta không thay đổi đó, thì ta sẽ bị lạc hậu và cái phương pháp ta làm đó, nó không còn đáp ứng được nữa trong cái bối cảnh mới, cho nên buộc phải thay đổi lớn. Và đó thì cũng như thế giới mình thấy là nên là cập nhật những tài liệu mới nhất từ cái nguồn nước ngoài, đặc biệt là cái môi trường về công nghệ nó đi rất nhanh. Dạ rồi, thì cái nội dung của tôi thì chia sẻ là cũng mang tính chất, nói chung là mang tính là chia sẻ và trao đổi là chủ yếu, nó không có tính toán cộng trừ nhân chia gì đó, mà chỉ mang tính là trao đổi chia sẻ. Thì trong quá trình trình bày thì cũng xin phép được hỏi về ý kiến của anh chị đang trực tiếp vận hành cái hệ thống doanh nghiệp của mình, ta đang trực tiếp làm công tác quản lý, thì mình ít nhiều cũng phải cùng chạm đến vấn đề về cái hệ thống. Thì cũng xin các chị mong muốn các chị chia sẻ một vài cái ý kiến thực tế để ta củng cố hơn về cái nội dung. Thì ta vừa thì tôi sẽ tiếp cận vấn đề lý thuyết, các chị là cái trường hợp cụ thể, cái ví dụ cụ thể thực tiễn, thì hai cái quá trình đó nó sẽ hỗ trợ cho nhau giữa cái lý thuyết và cái thực tiễn nó hiệu quả hơn. Thì cũng mong các chị cũng cố gắng là mình có trao đổi thảo luận về cái vấn đề này một chút xíu. Còn kết thúc cái chuyên đề này thì chúng ta chỉ trả lời vài câu trách nhiệm mang tính chất là hiểu biết những thứ xung quanh của chúng ta là các thứ vận hành mà có đụng chạm đến cái hệ thống tin thôi, còn không có tính toán này cộng trừ nhân chia gì hết, thì nó là vì bản chất của chuyên đề này như vậy, đang khá phức tạp về những cái thuật ngữ công nghệ. Dạ rồi, thì trước khi bắt đầu thì xin phép hỏi các chị ở đây có anh nào trực tiếp làm IT không ạ? Trực tiếp quản lý về IT. dạ anh chào, dạ anh đơn vị nào ạ? Anh có chia sẻ không? Dạ mình còn không ạ? Còn nào liên quan IT không ạ? Dạ nhiều không ạ? Dạ rồi, dạ may quá, để lát nữa có thể xin mời ý kiến của anh cho chúng ta hiểu rõ hơn cái từng đơn vị, các cái thực tế của đơn vị. Dạ rồi. Rồi thì trước khi bắt đầu thì ở đây mình có một cái tình huống nhỏ này chắc các chị cũng gặp rồi. Giả sử như các chị làm quản lý công ty hoặc là trong đơn vị của mình á, đang cần một cái phần mềm kế toán về tài chính á, thế trong đơn vị mình có một anh IT ha, đứng phòng IT, bên mình có anh về kế toán mà tài chính á, dạ có kế toán. Dạ, thì có hai trưởng phòng, một anh là IT, anh là chính, một chị là kế toán. Như vậy thì công ty mình đang cần có một phần mềm kế toán nha. Thế thì mình sẽ giao cái việc này cho anh nào?
Dạ, ta có hai bộ phận nha, bộ phận IT, bộ phận bên đây kế toán thì nói chung đó là cái nghiệp vụ đúng không? Nó thuộc về cái business nằm bên đây. Đúng rồi, và bây giờ hỏi rằng là ai sẽ là chủ trì? Dạ, kế toán ở đây nha, là business nha, nói chung là business là nghiệp vụ đó. Và bộ phận bên đây chính là IT. Thế thì bây giờ ta giao cho cái anh nào để làm chủ đề. Vì anh là A2 phối hợp với nhau, nhưng vấn đề là ông là làm trưởng ban. Dạ, theo chị là business à? Theo chị thì ai sẽ làm của họ có lần? Kế toán, chủ đề. Dạ, thì xin hỏi ý kiến của anh trưởng phòng IT. Vậy thì ai chủ đề là họ hợp lý không? Dạ. 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 Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, như vậy thì hai ý kiến của mình thấy rằng là business sẽ là cái người chủ trì. Dạ đúng không? Tức là anh làm bên ban nghiệp vụ sẽ là chủ trì chính cho cái phần mềm. Thì cũng như anh chia sẻ là trước đây chúng ta cái quá trình trước đây thì bên công ty nghiệp vụ tin với là bên ban là người gần như là để nghiên cứu và cho ra những cái sản phẩm công nghiệp đó. Thì hiện nay thì với cái trình độ hoặc là với cái hiểu biết về công nghệ đó thì các anh về business cũng phải là những người mà rất am tường về công nghệ tin, cho nên mấy anh này mới đưa ra những cái hệ thống cơ có thể tham gia vào những hệ thống tôi cần phải có kiến thức đầy đủ về thông tin. Thế thì tiếp theo chị thì cái việc làm này thì như vậy đã hiệu quả chưa? Tham gia trên business làm hiệu quả không? Hay là hiệu quả chưa? Thay đổi lại vai trò IT thì là chủ yếu là chính là sẽ hiệu quả hơn. À, vấn đề nói gì ông nào làm hiệu quả hơn á, ông nào cũng biết đó. IT tốt hơn, dần lên cho IT tốt hơn và dần business tốt hơn. Cái công chuyện của mình là trước đây giờ coi business á, đúng không? Thì bây giờ là hỏi giờ là có nên đổi vai trò không? Phải thử cho anh IT làm được không? Dạ. Dạ, thì thông thường thì hai anh này ngang cấp với nhau, đúng không? Cho nên trong một cái dự án về hệ thống tin của một doanh nghiệp á, thường thường không để cho hai anh này làm trưởng mà là giao cho anh làm trưởng. Cái anh trên á, cái anh cao hơn một chút á, đúng không? Tại vì anh đủ quyền lực để anh đôn đốc hai anh này, đúng không? Đúng chưa? Thì thật ra ở đây cái câu chuyện này nó lại liên quan đến cái một cái con người mà con người này ở trong doanh nghiệp mình không có, đó là cái ông IS. À, ông IS này không phải là tổ chức khủng bố nha,
AS tức là ông về hãng thông tin. À, thì AS nghĩa là cái ông liên quan đến hai cái nội dung kiến thức, là một là IT và một là business. À, thì thế giới thì cái ngành này rõ ràng rồi, tức là cái ông này sẽ cân được hai ông, giữa IT giữa business. Nhưng rất tiếc là trong cái điều kiện của Việt Nam mình thì cái người chuyên gia này không có, không có, cho nên chúng ta mới bắt một trong hai ông đó phải bổ sung kiến thức lẫn nhau. Đó là gì? Giờ ông IT đi học qua business hay là để cho business học qua IT? Tại vì câu chuyện này câu chuyện của hệ thống tin mà nó liên quan đến chuyện IT và chuyện business mà, đúng không? Vậy thì cái tiếp theo là nên cho ông IT ông qua ông học business hay là để cho business ông qua học IT? Cái nào sẽ dễ hơn? Cái nào sẽ dễ hơn? IT sẽ học dễ hơn, đúng không? Dạ, à, đúng rồi, đúng, 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 đặt tên của người. Dạ. Rồi. Dạ, dạ, đúng. Cái phương án ta cho IT qua học business nó sẽ dễ dàng hơn và nhanh hơn so với để một ông business, ông bên nghiệp vụ á mà qua học IT. Nó vẫn có mà có, nhưng mà cái phương án thứ hai đó, cái số người sẽ ít hơn. Đúng như anh chia sẻ là cái tùy cái năng lực của con người nữa. Mọi người có năng business rất giỏi IT đó, đúng không? Còn trước đây ông đã làm học IT rồi, bây giờ ông chỉ qua business làm luôn, thì nó tùy vào năng lực của từng con người nữa. Nhưng cái mấu chốt ở đây á là ta cần cái nội dung này, là cái ông AS, là cái hệ thống tin. Rồi, thì đó là lý do tại sao tôi sẽ đi trình bày về cái anh này. Và trong doanh nghiệp Việt Nam của mình là anh này rất hiếm, anh này rất hiếm. Và trong điều kiện các tổ chức đào tạo Việt Nam cũng vậy luôn, xã hội thì không có biết anh AS, tại vì ta không có cho biết. À, cái ta nói về công nghệ tin rất dễ hiểu, nhưng mà nói về cái ngành hệ thống thông tin hay là cái công việc về hệ thống tin, cái việc làm của người làm hệ thống tin là làm cái gì không hiểu luôn. Và trong nội dung đào tạo cũng là một phần là đào tạo về business, một phần đào tạo về IT. Cuối cùng thì cái người học đó, người ta cũng rất là mông lung, không biết là nên học cái gì, nên tập trung cái gì. Nhưng mà khi mà sau khi họ ra trường rồi, họ mới nhìn thấy là trong môi trường doanh nghiệp á là cần là cậu nào é. Rồi từ từ mình sẽ phân tích ra. Thì trong phần một để trả lời cái câu chuyện này đó, thì trong phần một ta sẽ chia sẻ một vài thứ sau đây. Thứ nhất là cho các chị thấy được những cái nét chính của cái xã hội thông tin hiện nay, đó là như thế nào. Cái thứ hai đó là ta sẽ đi vào trong doanh nghiệp, ta sẽ xem mỗi cái doanh nghiệp hay là tổ chức đó có những cái thông tin gì có liên quan, làm thế nào cái bài toán về thông tin trong một doanh nghiệp. Thứ ba thì từ cái nhu cầu quản lý về điều thông tin đó, nên cần một cái trợ thủ đắc lực, đó chính là công hệ thông tin. Và thứ tư đó là nhìn ra vai trò của cái hệ thống tin hiện nay trong doanh nghiệp, ta nên nhìn như thế nào là đúng, và cái hệ thống tin nó mang lại cái hiệu quả gì. Tức là khi ta thẩm định những cái đề án về công nghệ thông tin thì các anh chị sẽ xem coi ta sẽ xem xét yếu tố gì, đánh giá hiệu quả của nó như thế nào, và ai sẽ mình làm, chắc chắn là bên quản lý công nghệ thông tin và bên ban công nghệ thông tin sẽ là người kiểm duyệt chính. Và cuối cùng trong kết thúc buổi sáng này đó chính là những cái xu hướng công nghệ, thì cái công nghệ nó thay đổi là buộc lòng là cái anh làm bên IT cũng như là những anh làm bên business cũng phải quan tâm đến cái môi trường công nghệ này. Dạ rồi, thì người ta hỏi rằng bây giờ là đặc điểm của kinh tế hiện nay là nó có gì, có hai cái xu hướng chính mà các anh chị thấy: một, quốc tế hóa, và hai, kinh tế số. Hai cái đây là hai cái xu hướng chính của nền kinh tế. Thì cái hội nhập quốc tế hay là cái kinh tế toàn cầu á, nó liên quan đến những công ty vừa và nhỏ phát triển ra mang tính quốc tế. Hai là những công ty đa quốc gia, họ mở rộng, họ bành trướng ở các nhiều đơn vị và quốc gia khác nhau. Như vậy thì ta thấy một điều rằng là cái hệ thống quản lý của họ là mang tính là toàn cầu, và môi trường cạnh tranh của họ cũng mang tính toàn cầu luôn, chứ không phải là chỉ có ở trong quốc gia. Như vậy ta đặt một câu hỏi lớn là vậy thì những công ty này quản lý như thế nào? Ví dụ
ngân hàng SCC là một ngân hàng toàn cầu. Vậy họ quản lý sao mà để ở đây ta rút tiền mà qua Mỹ mình cũng thấy được thông tin đó đâu, tức là ở đâu mình muốn tiền được hết trên trên cái thế giới này. Và ví dụ Toyota họ có những hệ thống phân phối mà tới toàn cầu, vì vậy họ quản lý sao, kiểm soát sao, đúng không? Mình ở đây trong nội bộ một quốc gia ta làm không nổi nên đâu nói chi giờ họ mà tính toàn cầu. Vì vậy thì cái bài toán lớn đó chính là những hệ thống quản lý của họ như thế nào. Cái thứ hai, kinh tế số. Thì cái điều quá rõ chúng ta thấy là sự xuất hiện của những công ty dạng số, xuất phát điểm họ là số hoàn toàn. Ví dụ như Grab, Uber là một điển hình như vậy, đúng không? Thì ta thấy là nó ít nhiều nó ảnh hưởng, nó cạnh tranh cho những cái doanh nghiệp truyền thống. Bây giờ các chị nói về taxi, MyLink, Vinasun, rồi các kiểu bây giờ nó đầu tư cái hệ thống là gọi công nghệ gì đó, cái gọi là booking xe gì các kiểu đó. Vì vậy thì liệu rằng họ cạnh tranh được không? Bây giờ đấy, một công ty truyền thống thì mình bỏ một cùng miền bộ y chang như Grab gì đó thì làm được không? Làm được, cái công nghệ làm được đó, vấn đề là công cơ công nghệ sẽ làm được đó. Nhưng mà cái này có thay đổi gì không trong các quản lý của họ? Họ gánh chịu một bộ quá quá lớn về nhân sự, vậy đúng không? Họ phải chịu nhiều cái chi phí quản lý nữa, thì thành thử ra không thể nào cạnh tranh với một anh hoàn toàn chỉ số, đúng không? Đặc trưng là số, chúng ta nhân sự đâu có đâu, bao nhiêu người, đúng không? Tài sản có không có, cái này là một cái dịch vụ, thực ra là một dịch vụ cung cấp về cái sự kết nối, đúng không? Là cái mạng lưới kết nối những người có cái sản phẩm, có cái tài sản nhà rỗi và một người cần cái nhu cầu, nó gọi là on demand service, tức là cung cấp cái nhu cầu đấy. Như vậy chúng ta thấy là đây là một sự thay đổi lớn, và như vậy thì nhiều cái công ty dạng như vậy nó mới ra đời. Các chị thấy là hiện nay cái công tác về khởi nghiệp á, start up á, thấy không ạ? Và các chị xem một cái chương trình truyền hình là start á, sang cá mập gì đó, không cá mập sang gì đó, sang ý tưởng á, thì chị thấy là hầu như những ý tưởng đó cho dù từ nông sản, từ nông nghiệp, từ cơ khí các kiểu, nhưng mà vẫn phải nhắm đến cái môi trường số, đúng không? Trong cái vận hành của họ là nhắm đến cái môi trường số hết, đặc trưng của họ, toàn bộ cái nền tảng dựa trên công nghệ thông tin, thì đây chính là cái đặc trưng mới người ta gọi là kinh tế số. Rồi bây giờ ta hỏi cái xã hội thông tin, cái thời đại thông tin, nó gọi là information age của mình á, gặp thế giới luôn, cái chị anh như thế nào, thì nó có những đặc điểm sau đây. Một, internet gần như chi phối mọi mặt cuộc sống. Chúng ta hiện nay là các chị trên bàn của mình là có cái smartphone, có máy tính bảng, có cái laptop, dạ đúng không ạ? Tất cả thiết bị này đều kết nối vào internet được hết, đúng không? Và như vậy thì khái niệm công nghệ thứ nhất đó là IoT. Dạ, IoT là gì ạ? Internet of Things. Thì cái này nói gì? Tất cả thiết bị về sau này là có một cái chuẩn, đó là kết nối vào internet, tổng thể các thiết bị. Ví dụ trong nhà mình có máy lạnh, máy giặt, được các kiểu TV, được các kiểu đó, thì giờ là khuynh hướng là cái chuẩn cho tiếp là vô internet và điều khiển nó từ xa. Các chị thấy cái những mô hình là nhà thông minh, smart home, thì mình đâu có ở nhà đâu mà mình có thể quản lý được toàn cảnh luôn. Trước khi mình về nhà mình rất bị trễ, thì có thể điều khiển cho nhà đó nấu cơm, nó giặt đồ gì đó các kiểu đó, tức là tự vận hành máy, đúng không? Thì phải thay đổi cái thiết bị này thành cái chuẩn kết nối với internet. Cái gì đấy, cái máy in trong phòng mình ngày xưa có gắn vô trong cái cổng USB, gắn vô cái máy tính thôi, thì bây giờ kết nối qua đâu? Đúng rồi, wifi tương tốn thành các kiểu rồi, chứ đâu có còn gắn một cái máy tính nữa, cho nên thay đổi các chuẩn luôn. Thì cái này gọi là IoT, coi như là gần như là nó chi phối mọi mặt cuộc sống luôn, trong cả về vấn đề về quản lý kinh tế. Thứ hai, lĩnh vực thương mại điện tử ra đời. Thì từ sự phát triển không gian số này là một lĩnh vực mới, đó là kinh doanh điện tử hay là thương mại điện tử, nó sẽ phát triển. Tại vì cái đối tượng khách hàng đang dùng công nghệ số hết. Dạ đúng không? Như vậy thì đây chính là một cái thị trường tiềm năng để cho những đơn vị kinh doanh họ chọn cái môi trường số làm kinh doanh. Cái ngày xưa họ có offline, bây giờ họ sẽ mở rộng kênh online, đó chính là thương mại điện tử. Thứ ba, môi trường làm việc hảo, tức là ngồi đâu đó anh chị làm cũng được, đúng không? Giống như hồi xưa mình ký tên á, phải vô đơn vị mình ký, vô trong ký trên ký sống á, bây giờ anh chị dùng chữ ký số, ta ngồi đâu ta làm cũng được hết. Mấy anh chị mỗi người sẽ có những cái dữ liệu tốt tâm, đúng không? Cắm vô cái phần mềm đó rồi thực hiện ký số luôn. Thứ tư, nó gọi là kinh tế nó hiểu về đặc trưng của con người. Cái này nó gọi là personalize, tức là cá nhân hóa. Thì cái này nó làm thay đổi
cái tư duy của một nền kinh tế thôi. Ngày xưa thì sản xuất theo kiểu là cung, tức là mình sản xuất hàng loạt, rồi mình tìm cách là mình marketing đại chúng này cho tất cả mọi người có thể là biết sản phẩm đó ta mua. Bây giờ tư duy với cầu, tức là nó hiểu đặc trưng của từng người và nó sản xuất ra cái sản phẩm cho từng người khác nhau. Các chị thấy là cái nhà máy thông minh đó, cái công nghiệp 4.0 đó, các chị xem một đoạn video thấy là nó sản xuất hai chiếc ô tô cho hai người là hoàn toàn khác nhau. Dạ đúng không? Thì cái cơ sở nào thì nó biết được đó, là chắc nó phải có thông tin, đúng không? Như vậy thì cái môi trường số này là cái môi trường mà dễ dàng để ta có được thông tin của những người dùng hay là những người khách hàng. Thì cũng dừng một xíu để các anh chị rõ về cái cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây, cái màn hình này thì tôi lấy ở trên mạng về cái cuốn giấy. Tức là thế giới mình thì trải qua bốn cuộc cách mạng công nghiệp, về công nghiệp đó. Thì mỗi cuộc cách mạng công nghiệp á, nó có một cái gọi là cái dấu ấn hay là một cảm hứng hay là một cái sản phẩm gì đó nó ra đời mà nó đủ làm cách mạng, đúng không? Cái cách mạng là gì? Cách mạng tức là nó bỏ cái cũ luôn qua cái mới, mới gọi là cách mạng mà, đúng không? Như vậy thì một chấm đó là sự ra đời của gì ạ? Da đỏ đen. Và khoảng thế kỷ 18 là chiến tranh máy xay nước này. Bây giờ đến 2 chấm, thế kỷ 19-20 động cơ điện. Dạ đúng không? Động cơ điện. 3 chấm. 3 chấm là gì? Cái gì ra đời? 3 chấm nè, từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3. Máy tính. Computer à, máy tính ra đời. Thế là hỏi gì đấy? Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là cái gì ra đời? Vậy 4 chấm là cái gì ra đời? Cái gì sản phẩm chủ đạo của 4 chấm là cái gì ạ? À, mỗi người nói một cái sản phẩm khác nhau, đúng không? Mọi người nói sản phẩm khác nhau, nhưng mà thực sự nó là gì? Cái cảm hứng chủ đạo của 4 chấm là cái này. Một cái nhà máy thông minh. Một nhà máy thông minh. Dạ. Thì thế này là nó 4.0, công nghiệp 4.0 thì công nghiệp này nó ở Đức. Tức là trong cái nhà máy đó là hoàn toàn không có con người kiểm soát quản lý. Còn những cái máy tính nó tự nó vận hành, thì máy tính là bao gồm cả cái robot luôn, nói chung là cũng một dạng máy tính đó. Và những cái hệ thống nó tự nó điều khiển, tự nó ra quyết định, tự nó sản xuất luôn. Còn những cái quy định khép kín và gần như không có mặt của con người, không có sự can thiệp của con người, thì nó gọi là nhà máy thông minh. Thì cơ sở nào để thông minh thì nó chính là những cái máy tính thông minh. Như vậy 4.0 tức là sự ra đời của cái máy tính thông minh. Như vậy chúng ta có thể xem cái 4.0 đó là cái máy tính nhưng mà thế hệ thứ 2, đúng không? Nó cũng số luôn á, nhưng mà nó nâng tầm cái máy tính lên. Ngày xưa là chỉ công tác về số hóa, tự động hóa, bây giờ là gần như hoàn toàn luôn, nó trở nên là thông minh. À, như vậy thì đây chính là sự hội tụ của những công nghệ sau đây nó mới biến cái máy tính thành thông minh nè. Một, đó là trí tuệ nhân tạo. Hai, phải có cái dữ liệu, đó là big data, dữ liệu lớn đó, lát mình sẽ phân tích ra big data là cái gì nha. Thứ ba, đó là IoT, là các tôi chia sẻ với chị và các thiết bị công nghệ kết nối với internet. Và thứ tư, đó là cái nền tảng xử lý, đó chính là cloud. Bây giờ không có xử lý trên server thiệt nữa, bình thường nữa, mà liên minh cái hệ thống máy tính lại nó xử lý, đó chính là nhiều cái cloud. Thì cái này nó mới đủ xử lý được cái nỗi cái đóng của big data, đúng không? Nhiều thứ đó. Và cái nền tảng công nghệ chủ đạo của nó vẫn là cái trí tuệ nhân tạo, nó mới biến cái máy tính thông thường thành cái máy tính thông minh. Dạ, chứ không phải là 4.0 là sự ra đời của trí tuệ nhân tạo. Chị em, trí tuệ nhân tạo nó ra đời trên thế giới mình là năm 1956. Nha, trí tuệ nhân tạo là có mặt trên thế giới này năm 1956. Và cha đẻ của trí tuệ nhân tạo là cái ông này. Ông này tên là John
mắt Khả Thi. Ông này thì sinh năm 1927, mất năm 2011, còn 84 tuổi đó. Ai là tay đẻ cái máy tính? Cái gì? Cái người cha đẻ của máy tính là ai? Mình đồng ý máy tính làm máy tính, thực ra cha đẻ máy tính là con này, ông Alan Turing. Máy tính Turing đó, Alan Turing. Ông Alan Turing này sinh năm 1912, mất năm 1954, rất trẻ. Thì cha đẻ máy tính đó là ông Alan Turing đó. Thì ông Alan Turing nó có một cái đặc điểm rất là, nó cũng cái cuộc trời con thì có nhiều cái điều rất là cần suy nghĩ. Thì ông Alan Turing là một cái người trầm tính, ông bị gay, ông là người Anh, còn ông John McCarthy là người Mỹ. Ông Alan Turing thì đến gần cuối cuộc đời ông á, thì phát hiện ông có quan hệ với một cái bạn đồng tính. Thì đối với cái luật pháp của Anh lúc bấy giờ đó, thì xem cái đồng tính nó như là một cái tội phạm và buộc phải là xử tử ông. Hoặc là ông chọn phương án thứ hai, nếu ông xử tử. Đây ông có rất nhiều đóng góp. Đây ông Valentin này là một cái nhà khoa học và đồng thời là một nhà mật mã học, và ông đã góp phần rất lớn trong cái chiến tranh thế giới thứ nhất, tức là mật mã quân sự đó. Những người đóng góp rất lớn, và người ta còn để cho ông một cái hướng xử lý thứ hai, đó là tiên hóc môn thiết chế cái đồng tính đó. Cuối cùng thì năm 1954 đó, thì ông mất, và người ta rất nhiều, có nhiều tranh cãi về cái lý do tại sao ông chết. Có nhiều người nói ông tự tử do trầm cảm, ông tự tử ông chết. Có người nói là do bị tác dụng phụ của cái hóc môn này, tiêm hóc môn một thuốc này. Thì cái năm 1950 đó, ông mới có một suy nghĩ như thế này, tức là ông hỏi là liệu rằng cái máy tính đó nó có thể thông minh như con người hay không. Thì ông cũng chưa làm được nữa. Và đến năm 1956 ở Mỹ, một cái hội nghị mùa hè của nước Mỹ năm 1956, thì cái nhóm của ông John McCarthy, ông mới đề xuất cái khái niệm, cái phương pháp nghiên cứu cho máy tính thông minh, đó là trí tuệ nhân tạo. Thì trải qua quá trình nghiên cứu hơn 50 năm, là nó hiện trước đây thì nó không có vai trò lớn lắm, tại vì nó chỉ là nghiên cứu thông qua cái trò chơi. Nhưng mà vì sau này trải qua 50 năm phát triển đó, thì nó mới thấy rằng trong 4.0 nè, nó đem lại một cái hội tụ công nghệ và nó đăng tầm cái máy tính lên là thông minh. Vì vậy thì nó sẽ ứng dụng nhiều trong cái đời sống xã hội, trong các lĩnh vực khác nhau. Thì trước đây thì vai trò nó có lớn. Các anh em nào bên IT sẽ chắc là tạo cái môn trí tuệ nhân tạo cách đây 23 năm rồi, là có cái môn này rồi, đúng không? Nhưng mà cái đó thì chưa đủ, tại vì hiện nay phải là sự hội tụ của cái data, rồi IoT, rồi cloud computing nè, rồi các sensor, rồi cảm biến, rồi các kiểu đó, nó mới làm thay đổi lớn và nó đủ để làm một cuộc cách mạng. Đó là cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Và để chia sẻ với chị hiểu sâu về vấn đề một chút xíu, thế mình hỏi gì nữa? Việt Nam của mình là đang ở mấy chấm à? Ta có 1.0, ta có 2.0, ta có 3.0, ta có 4.0. Thế thì Việt Nam mình đang ở đâu? Mấy chấm à? Thủ tướng vừa rồi nói là chúng ta phải bằng mọi giá phải leo lên được con tàu 4.0 đó. Dạ, phải leo qua đu hay là gì đó. như vậy thì mình đang ở đâu? Giờ đã được theo gì cảm nhận đó đâu, nó khoảng vừa tùy, đúng rồi, nó tùy vào cái lĩnh vực nữa. Nhưng mà giờ thôi mình lấy bình quân đi, lấy bình quân thì nó còn ở đâu? Dạ, theo cái anh này chỉ loại 4 đúng không? Cái việc ứng dụng công nghệ tin á, thì nếu mà ứng dụng công tin đầy đủ á, thì nó được 3.0 thôi nha. Có nghĩa mình triển khai là internet banking, rồi các kiểu quản lý trong nội bộ, dùng những hệ thống đó,
mà tính tự động hóa hết á thì đó nó chỉ là ở 3 chấm thôi, chứ không phải 4 chấm. Tức là mình đừng có suy nghĩ là cứ công niệm tin là 4 chấm, công niệm tin là 4 chấm, không phải vậy, nó mới là cái mức tiêu thụ thôi. Thì hiện nay người ta đang nhận xét rằng á, Việt Nam mình nó đang ở tầm khoảng là 2 chấm mấy thôi, tức là có nhiều đơn vị nó còn rất là lạc hậu, nó chưa có ứng dụng công niệm tin này nọ đó, thì nó chỉ là 2 chấm mấy thôi. Nhưng mà có đơn vị là 3 chấm, có đơn vị hơn nha, có việc ứng dụng nó còn hơn 3 chấm, rồi gần nhiều ứng dụng của mình trên đầy đủ rồi đó. Thì từ 2 chấm mà lên 3 chấm, hoặc là 3 chấm mà lên 4 chấm, tới mình tiến tính lên số hóa, hoặc từ 2 chấm mà lên 4 chấm nha, mình khoái vụ này đi tắt đóng đầu, đốt cháy dây đoạn gì đó kiểu đó. Thì cái quá trình này nó gọi là digital transformation, nó gọi là chuyển đổi số hay là dịch chuyển số. Đây là một cái doanh nghiệp mà từ cái mô hình truyền thống mà lên số hóa dần dần á, cái quá trình này gọi là chuyển đổi số. Thì chuyển đổi số nó có hai cái bước chuyển đổi. Một đó là số hóa với cái dữ liệu, đầu tiên số hóa dữ liệu, nhưng mà tùy cái loại dữ liệu, cái yêu cầu nó được định thì bắt buộc phải có bên chính. Ví dụ tài liệu về cái toán thì không thể nào số hóa được hết, không thể nào bỏ được mấy chữ từ gốc, đúng không? Tại vì theo luật định nó có nhiều cái như vậy. Còn cái nào số hóa được là số hóa hết. Thứ hai, đó là hai thứ này là quan trọng nè, con người và cái quy trình quản lý cần phải được số hóa. Cái này mới có. Cái dữ liệu số hóa được với IT làm được, với tôi đã số hóa được hết rồi. Nhưng con người phải số hóa và quy trình quản lý phải số hóa. Thế con người quản lý thì phải số, con người số hóa là sao? Tại vì cái việc tinh học hóa hay là tự động hóa nó tất yếu sẽ dẫn đến một cái câu chuyện thấy rõ, đó là gì? Nhân sự phải giảm xuống. Cái đơn vị nào mà tinh học hóa hay tự động hóa thì một lòng mà nhân sự tại nơi đó phải giảm xuống và chuyển từ bên bộ phận này qua bộ phận kia, dạ đúng không ạ? Vậy thì để có thể thay đổi công việc thì một lòng chúng ta phải làm sao? Đào tạo cho mấy anh này, anh đi học tập để có thể là bố trí công việc phù hợp, hoặc là nếu anh muốn giữ công việc đó thì anh phải có cái khả năng kiểm soát được cái công nghệ số, tức là anh phải cập nhật cái kiến thức mới. Và cái quy trình quản lý phải được số hóa, thì quy trình quản lý phải số hóa là ở chỗ nào? Cái gì đấy là giờ là trong một doanh nghiệp á, cái mà khó đổi nhất chính là cái con người và quy trình quản lý ở nơi đó. Tại vì gần như nó là bất di bất dịch, là kêu ta đổi sao đổi, đúng không? Nhưng mà buộc lòng phải đổi để cho nó phù hợp với lại cái công nghệ, cho nên là chúng ta cần phải là biết được là nên đổi cái gì. Nhưng mà đi cái người nào phải quyết liệt trong mỗi đi đổi đó. Cái gì, tôi lấy một cái ví dụ cụ thể cho đơn vị mình. Bữa giờ đòi triển khai cái công nghệ ERP đó, cái công nghệ mới đặc biệt mờ bệnh đúng không? Mờ bệnh chính xác rồi. Thì các chị thấy là quản lý mình đổi hay là phần mềm đổi đó, anh chưa anh đã hỏi cho anh tên gì anh không hả? Dạ, thì theo anh ấy, chỗ mà triển khai ERP á, là cái quy trình quản lý mình đổi hay là phần mềm của ERP nó đổi theo phù hợp với quản lý vậy? Đó, ai phải đổi? Nhưng mà cái quy định vận hành, tức là cái quy định công việc chúng ta làm trên cái công việc đó là phải rất lớn, tức là business phải rất lớn. Và thay đổi là gì? Thay đổi cho nó phù hợp cho cái môi trường quan hệ mới. Nhưng mà nếu mà anh nào mà không chịu thay đổi á, anh bảo là cái quy định đó là chuẩn rồi mà anh thay đổi á,
thì nhiều đơn vị triển khai EV thất bại tại vì nó không chịu đổi. Với cái anh hỏi cái nào là chuẩn, đúng không? Cái người đồng ý ta nói cái đó là chuẩn rồi, nhưng mà anh IT nói không, cái này lấy từ thế giới nè, cái này mới chuẩn nè. Thì cái vai trò đó thuộc về ai, là anh muốn lấp trên, anh quyết định, anh xem ai đổi đổi gì, làm cái gì phải quyết định đó. Nhưng mà nếu mà lãnh đạo không quyết định, không bao giờ triển khai được cái EV, tại vì nhượng bộ không nào, đúng không? Anh IT có lý do, anh IT anh business có lý do, anh nói tôi chuẩn rồi nè, vậy là chuẩn rồi nè, thì anh đi với bộ đồng thay đổi theo cái quỹ đó. Còn anh đi nói không, cái này là thế giới đã triển khai rồi, nó cả triệu trăm triệu doanh nghiệp triển khai rồi, thì không lý do gì mình không triển khai được rồi thay đổi, đúng không? Cho nên thì cái digital transformation này nó buộc là chúng ta phải thay đổi hai thứ, đó chính là số hóa về cái dữ liệu, và thứ hai đó chính là cái quy trình quản lý. Quy trình quản lý, quy trình vận hành trong doanh nghiệp mình buộc phải thay đổi. Thì cái đích đến của cái digital transformation này nó ra một cái thứ, đó là digital business, tức là một cái doanh nghiệp số, một doanh nghiệp số mà cái này là quá trình, còn này là đích đến. Cái quá trình này nó bao lâu thì nó tùy thuộc vào cái gì ạ? Nó nhanh hay chậm thì thuộc vào cái gì ạ? Theo chị, quá trình mà tự động hóa hay quá trình số hóa, quá trình chuyển đổi số đó nhanh hay chậm tùy thuộc vào cái gì? Cùng doanh nghiệp nói doanh nghiệp trước thì người ta nói quốc gia sao? Số hóa nhanh hay chậm tùy thuộc cái gì ạ? Một người đứng đầu hay là người dẫn đầu? Cái người đứng đầu. Mọi người đứng đầu. Thôi. Giờ bây giờ cái anh đó anh không biết gì cả thì sao? Đòi nó nước, đúng rồi, đúng rồi. Cho nên ta nói là bây giờ là anh quản trị mà theo quan điểm hiện đại là phải biết dùng công nghệ tin. Quản trị theo công nghệ, tức là không phải học công nghệ tin mà anh phải biết được là cái đó nên giải quyết bằng số hóa. Anh nào đi xích đổi, đổi anh đó luôn rồi. Đúng rồi, như vậy là cái khó chịu nhất vẫn là cái con người, đúng không? Vẫn là con người chứ không phải công nghệ. Tại công nghệ đã có, thế giới đã chứng minh được là có biết bao nhiêu công nghệ rồi. Nhưng vấn đề là khi ta áp dụng vô cái đơn vị doanh nghiệp á, thì nó bị vướng hai thứ rất khó chịu, rất khó đổi luôn. Thì thưa anh chị, đó là con người và quy trình quản lý bên đây đó. Còn đối với tầm quốc gia đó, thì chính là gì? Là cái thể chế quản lý. Cho nên mình bây giờ họ đòi hỏi 4 chấm thì Trí Liên phải đổi gì? Đổi người hả? Nên chị có suy nghĩ nó mà tính nó rộng hơn. Công nghệ là không phải còn gì là bàn cãi nữa, tại vì cái đó là của thế giới, du nhập rất nhanh. Dẫn giờ khi ta đưa vô cái đó nó bị vướng. Còn người quy định là hai thứ gọi là bất di bất dịch nhất là trong một cái hệ thống quản lý trong một doanh nghiệp. Và cái mà khó đổi nhất chính là trong đơn vị nhà nước. Mình chia sẻ thật luôn, đơn vị nhà nước là cái dịch chuyển số này là rất là chậm. Tại bên ngoài cái môi trường này đang là rất là sòng phẳng, đúng không? Anh không chịu ứng dụng là anh chết, đúng không? Là thay đổi hay là chết. Bên ngoài đó trong cái tâm nói này, thay đổi hay là chết, đổi mới hay là chết, chịu đi. Như vậy thì nó có cái rất sòng phẳng, nó đuổi nhân viên được, của mình đuổi cho vừa khó, tại vì môi trường mình nó quá bình ổn. Ta chọn môi trường mình nước là nó muốn bình ổn mình, như vậy đuổi là sao, đúng không? Đuổi mình rất hơi khó. Đầu tiên xem con đó có đảng hay không, vậy phải thay được đảng trước thì sau đó mới phải để mặt đảng chứ, đúng không? Sau đó mới tới chính quyền rồi mới đến là các cái xử lý về vi phạm của ảnh. Đó là từ vậy, nên rất là khó thay đổi, rất khó mà có thể mà đuổi được một người trong hệ thống nhà nước, dẫn đến là cái dịch chuyển này nó cũng như nó là chậm. Cho nên bây giờ là mình là một trong những quốc gia chưa sẵn sàng cho cái cuộc chiến nào, được đánh giá là một trong những quốc gia là chưa sẵn sàng cuộc chiến. Thì cho nên thì về công tác quản lý của nhà nước thì phải làm sao cho động viên khích lệ cho chúng ta có những chương trình, những cái hội nghị, những cái mà gọi là tác động vào cái quan điểm và tâm lý từ con người, chuẩn bị cho tâm thế mới.
Vậy cho nên anh Thủ tướng có biểu gì đúng rồi, tức là phải bằng mẫu giáo đi leo lên tu lên tôn tàu muốn giáo công. Chứ là cái tình hình mình là cái hạ tầng mình chưa có đảm bảo được đầy đủ để ta lên được mẫu giáo. Đã rồi. Thì bây giờ cái cách mạng công nghiệp thứ ba cũng như cách mạng công nghiệp thứ tư, tất cả mọi thứ nó liên quan đến số hết. Và trong cái số này, hai cái vấn đề quan trọng nhất chính là cái dữ liệu và thông tin. Hai cái vấn đề quan trọng nhất là data và information. Và như vậy data là cái gì? Còn information là cái gì? Cái chị công tác đây, các quản lý chị hiện nay chúng ta dùng các phần mềm đúng không ạ? Các bạn có một chức năng đó là xem báo cáo. Như vậy cái màn hình báo cáo của chị xem á, thì cái đó là thông tin hay cái dữ liệu gì? Cái report mà các chị xem trên các màn hình các phần mềm á, cái đó là gọi là thông tin hay là cái đó là cái dữ liệu? Dạ, cái đó là đi từ đâu? Hai đi từ xử lý data, hai là người đưa data vào. Người đó người nào, anh chị hiểu không? Nhân viên của mình. Đúng rồi, như vậy là cái input vào chính là input cái data. Còn cái kết quả anh chị có được là cái information, là thông tin. Dạ đúng không ạ? Cái quá trình mà chế biến xử lý đó ha, thì gọi là process, là cái xử lý của nó đó. Thì như vậy thì thực ra thì thông tin nó có rất nhiều định nghĩa. Có thể là một sự hiểu biết từ dữ liệu, tức là ta nhìn vô đó là phải hình dung ra cái gì thì mới là thông tin. Cái quan trọng của thông tin là chỗ có nghĩa nha chị ha, có nghĩa là nhìn vô mà không biết gì cả, không hiểu gì cả là coi như cái đống này đống dữ liệu. Mà nhìn vô hình dung được cái ý nghĩa của cái những số liệu đó thì cái đó là thông tin. Thì ta hay nói là thông tin tức là sự hiểu biết từ dữ liệu, cũng là một định nghĩa. Thứ hai là mấy anh triết học định nghĩa đó đây là sự phản ánh của sự việc, sự hiện tượng khách quan gì đó, đúng không? Thì đó chính là cái mô tả về cái đối tượng chúng ta làm quản lý. Các anh chị làm công tác quản lý thì để quản lý được, để ra quyết định được thì ta phải có cái gì ạ? Thông tin. Anh nào làm nhân sự muốn quyết định được cần phải tuyển dụng bao nhiêu, cần phải giảm bao nhiêu là phải có thông tin. Anh nào làm tài chính kế toán thì phải có được thông tin về tài chính, đúng không? Như vậy thì để quản lý, để ra quyết định được trong công việc hàng ngày của chúng ta là phải buộc lòng là dùng cái thông tin. Dạ đúng không? Thì cái nó định nghĩa thứ nhất là vậy. Nhưng mà đối với cái khoa quản lý đó, thì trong lĩnh vực khoa quản lý đó chị ha, thì cái thông tin đó, nó là có được từ việc xử lý của dữ liệu. Rồi thì có cái câu chuyện vui vậy. Giờ mình phân biệt dữ liệu thông tin ha. Các chị thấy ở đây một cái chị thấy cũng đó là cái trạch tuổi của phụ huynh, rất là phụ huynh hết rồi. Thì con em mình học lớp mấy nó ráp được chuyện từ thành câu có nghĩa. Lớp mấy là gì? Dạ, lớp mấy? Mẫu giáo là được rồi ha. Cái đó là học trường á, học lũi á. Dạ đúng không? Giờ cho lớp mấy? Lớp 1 lớp 2? Lớp 1, ra rồi, để xin lớp 1 đi. Bây giờ cái ông thầy giáo dạy lớp 1 á, ông ơi, đố các em hãy đáp những từ sau đây là câu có nghĩa, không chơi bài này nè ha. Các em cho từ gì? Rồi. Ok. Bây giờ ông kêu là đố, hãy đáp những từ sau đây thành câu có nghĩa. Thì trong lớp 40 đứa thì cái câu mà chị đọc nãy là ok rồi không? Con thầy đúng rồi làm nên là ok rồi. Nhưng có duy nhất một đứa nó sáng tạo đổi mới, thì nó đáp vậy. Làm thầy mày xong nên đố. Cái câu này có nghĩa không? Có nghĩa không ạ? Có. Cái này nó gọi là
information. Cái này gọi là data, có nghĩa nhìn vô đó không hiểu gì hết là data, cái số mà nó vô tri vô giác. Nhưng khi mà nó sắp xếp, nó xử lý đó thành một trật tự gì đó, cái đó phải có nghĩa. Có nghĩa là thông tin thì giá cho phải có nghĩa. Dạ. Nhưng mà cái này đôi khi cái chị thấy là chúng ta nói là thu thập thông tin là đúng hay thu thập dữ liệu là đúng. Nên ta nói sao là chuẩn chuẩn xác à? Thu thập thông tin hay là thu thập dữ liệu? Cái người ta cần là cần thông tin đúng không? Đúng không? Đúng không? Nhưng vậy thì chúng ta phải đi thu thập cái gì? Cái dữ liệu chúng ta về là chế biến thì mới ra được cái gì nó phải đóng góp với ta đúng không? Để ta quyết định ta làm một cái đó là thông tin. Cái cần là cần thông tin nè. Nhưng mà ta chưa có được thông tin đó cho nên mới nói kéo dữ liệu về để xử lý nó, tạo ra thông tin. Dạ đúng không? Nhưng nếu như cái thông tin này mà tham gia vô xử lý nữa thì nó là cái gì? Đó bắt đầu là data. Để tôi hỏi chị ơi, cái số liệu mà nằm trên cục thống kê đó là dữ liệu hay thông tin? Cái số liệu mà nằm trên cục thống kê đúng không? Đối với cái ông thống kê á, là cái đó là thông tin, tại vì ông đã chế biến, ông đã trên rồi. Nhưng mà đối với mình nó là dữ liệu, ta cần nó để ta nghiên cứu rồi đó, thì đó là dữ liệu. Cho nên để phân biệt cái này á, thì trong thực tế nó mới chia làm hai loại dữ liệu. Dạ đúng rồi, một cái là sơ cấp, cái thứ cấp, cái mà trải qua quá trình xử lý rồi, cái đó gọi là dữ liệu thứ cấp. Cái mà chưa làm gì cả, dữ thô á, nó gọi là dữ liệu sơ cấp. Để phân biệt như vậy, đó là thông tin và dữ liệu. Nhưng cái là cái cần cứu một đến tao phải là thông tin đó. Còn ta chưa có thông tin thì ta phải tìm cách dữ liệu để ta chuẩn bị xử lý cho nó. Bây giờ quay lại cái nó thế nào nó gọi là thông tin có giá trị. Thông tin này có nghĩa là chúng ta đúng rồi nha. Nhưng mà thế nào thông tin nó có giá trị? Thứ nhất, chính xác. Thứ hai, đầy đủ hoàn chỉnh đó. Thứ ba, tính kinh tế của nó. Thông tin mình đem mình bán trao đổi được không? Phải được thì nó có giá trị đúng không? Cái đó rất quý giá, mình đem mình trao đổi được. Thì trao đổi mua bán đây có nhiều hình thức lắm. Có thể là ta bán cái dữ liệu, ta bao nhiêu toàn bộ cái thông tin của mình á, chiều mình nhận được cuộc điện thoại, mình gọi vô nó thì có động sản cũng có, đi làm cái tín dụng cũng có, cho vay tiêu dùng cũng có, rồi đi học mấy cái trung tâm Anh ngữ gì cũng có, mấy anh thì mấy cái trung tâm mà tập gym đồ cũng có, mấy cô nữ thì spa rồi các kiểu cũng có, đúng không? Giống như tôi đi hãng hàng không á, thì đi Vietnam Airlines không có sao hết, nhưng mà đi với Vietjet thì ra mà đi ra tới sân bay nội bài á, cái mới mở điện thoại lên thì tự nhiên là có bác sĩ gọi đến, biết cái sáng mình tới thời điểm nào luôn, lúc bây giờ luôn, nó gọi cho mình nói đi taxi vô sân bay, đi vô nội thành hay không. Như vậy thông tin ở đâu mà ra? Chắc chắn là chỗ đại lý mấy bạn hàng đang cung cấp cho mấy anh mà sản phẩm đi dịch vụ taxi. Dạ đúng không? Đây là một hình thức cũng là bán, trao đổi mua bán dữ liệu đó, nó cũng có giá trị, hoặc là cách đơn vị kinh doanh nó trao đổi chia sẻ với nhau cái dữ liệu này để nó bán, và nó gọi là bán chéo, tức là những sản phẩm dường như cái chuyện mà mua cái chung cư sau đó, cái tự nhiên lát nữa cái chỗ mà rèm cửa nó gọi đến, đúng không ạ? Hoặc là cái chỗ mà nội thất cái nó gọi đến. Cho nên là nó rồi bán chéo, tức là nó những sản phẩm mà xung quanh cái sản phẩm lớn của mình ấy, nó gọi là cross seller, tức là đem cái sản phẩm này để dữ liệu này để cung cấp cho những đơn vị kinh doanh. Vì vậy đó cũng hình thức về trao đổi mua bán thông tin. Tính tin cậy tức là quan tâm đến cái nguồn gốc xuất xứ của thông tin đó. Dạ đúng không? Thì cái gì chứ bây giờ thì cái môi trường số mà nó phát triển lớn lớn thì cái gì hay tìm thông tin trên mạng. Dạ đúng không? Các anh chị đó là các anh chị trích dẫn cái này nè, từ cái trang Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia. Cái này
chuẩn không? Cái này giống như con bị mở đó, cái thông tin mở đó. Và cái gì đó, cái định nghĩa này là tôi lấy từ theo trích dẫn Wikipedia ngày mấy tháng mấy năm mấy đó. Cái này chuẩn không? Tin cậy không? Tin cậy không? Không tin tưởng được, tại vì cái này thì mở và không có ai kiểm soát. Cái đóng góp này do người dùng từ cộng đồng và đóng góp lên, tại vì chưa có cơ sở cho nó, đúng không? Đó là ví dụ như vậy thì ta thấy là gì, cái nguồn gốc xuất xứ thông tin rất là quan trọng. Ví dụ như cùng phát biểu đó, cùng lời nói đó mà được phát ngôn từ cái ông phụ nữ thì nó khác, cùng câu nói đó, cùng phát biểu đó mà phát biểu từ cái bà bán bún bò đồng họ thì nó bị khác, đúng không? Cũng vậy luôn, cũng ý nghĩa cũng vậy luôn, cũng chính xác như nhau đó, nhưng mà đây là ai tin ai hơn, cái tin cậy cái nào hơn, đúng không? Dạ đúng, vấn đề là cái độ chuẩn xác của nó, tin cậy đó là nó không có, đúng không? Ví dụ như mà ở đây mình có là gì, phát ngôn của Bộ Ngoại giao, cái người mà phát ngôn của Bộ Ngoại giao á thì trong cuộc đời làm phát ngôn họ của cái người đó á thì hình như phát biểu không quá năm câu, dạ giống nhau hết. Chúng tôi rất là quan ngại, chúng tôi rất là phản đối việc gì đó, đó là cái là không quá năm câu thì đó là cái đảm bảo là chính đại phát ngôn cái xuất xứ thông tin đó ra bên ngoài. Nói như vậy luôn đó, cái nguồn gốc xuất xứ thông tin nha, nó có giá trị. Cái phù hợp tức là liên quan đến cái việc mình cần, cái kịp thời tức là liên quan đến cái thời điểm mà mình xảy ra và ta cần thông tin đó, thì đến định nó sẽ ra đúng thời điểm ta cần. Và cái cuối cùng đó là an toàn, tức là thông tin nó phải đặt trong một cái bối cảnh là an toàn. Cái nào là thông tin nội bộ, cái nào thông tin được công bố ra ngoài, cái nào thông tin của anh cấp 1, cấp 2, anh nào thông tin của cấp 3, cấp 4 được biết, đúng không? Thông tin là nội bộ, thông tin gọi là thông tin mật, đúng không? Nhà nước mình có thông tin mật là thông tin tuyệt mật, nó có đóng những dấu từ mức độ khác nhau tới độ an toàn đó mà. Nhưng mà mật hay tuyệt mật thì hình như trên Facebook đều có trên mình, hay trên Facebook cái gì mật nó cũng có hết rồi đó, thì vậy sao là mật, nó mật ai cũng biết rồi đó, sao mật. Cho nên thì đấy là cái thông tin nó khá là dễ dạo đó, cho nên phải đặt trong cái bối cảnh là tuyệt mật. Rồi bây giờ mình quay lại cái việc mình nè, ta nói dòng dài xíu nhưng mình đang quay về cái việc mình có bao nhiêu thông tin trong một doanh nghiệp, trong một đơn vị quản lý. Đầu tiên nó gọi là thông tin theo cấp quản lý hay là gọi thông tin theo chiều dọc. Thì cấp quản lý á, mình có 3 cấp, tại do mình chưa tập đoàn mình 4 cấp, chứ thực ra trong doanh nghiệp có dấu tròn có 3 thứ này. Một, thông tin mức tác nghiệp, đây là cái mà để ta làm việc hàng ngày, cái vận hành hàng ngày đó, thông tin vận hành đó, nó gọi là thông tin mức tác nghiệp. Thứ hai là thông tin dùng để quản lý, tức là thông tin mức chiến thuật là dành cho ban đạo quản lý này. Và thứ ba là thông tin mức chiến lược, tức là dành cho cấp cao. Cái này tầm khoảng cấp 1, cấp 2 thì nó có thông tin là chiến lược. Còn mình ở đây thì cấp 4, cấp 4 ta đâu được học cái môn chiến lược, đúng không? Tại vì tới ở cấp này chỉ làm tác nghiệp và làm quản lý ở chiến thuật là chủ yếu thôi, đúng không? Rồi thì trong một doanh nghiệp chắc chắn là có sự trao đổi thông tin giữa ba cấp này. Mình báo cáo cho sếp mình là định kỳ là bao lâu một lần, anh làm quản lý anh báo cáo lên trên định kỳ bao lâu? Tùy đơn vị. Bây giờ của anh là báo cáo ngày hàng tháng, hàng buổi, hàng năm, hàng ngày. Dạ, có anh nào làm hàng tuần, có anh nào làm hàng tháng, có anh hàng quý. Ví dụ như cái thông tin mà để chấm công thì nó là chấm công thì theo dõi hàng ngày, nhưng mà báo cáo hàng tháng tại vì nó liên quan đến lương. Dạ đúng không ạ? Như vậy nó tùy vào cái đơn vị thì cái việc trao đổi thông tin giữa cái cấp dưới, giữa các cấp với nhau á thì nó sẽ theo cái quy định của ta có trong ISO, ví dụ là tần suất báo cáo gì lâu á, ta có quy định trong định nghĩa trong quản lý rồi. Thế thì bây giờ khi mà mình trao đổi thông tin vậy thì các chị dùng phương tiện gì trao đổi thông tin? Email, chat trực tiếp, điện thoại, face to face, tức là họp, tôi biết họp đó,
mình trong mình có cái sợi y phích, đúng không ạ? Dùng môi trường y phích để ta trao đổi nữa. Rồi đó là cái việc trao đổi thông tin trong nội bộ. Thế đây có bao giờ các chị thấy là có một cái sự trao đổi mà nó từ cấp cơ sở mà lên cấp cao không? Cái này mình gọi là vượt cấp á. Cái vượt cấp ở đây là không thông qua cái anh của lý trực tiếp của mình. Có chuyện này xảy ra ở trong đơn vị mình không? Dạ có không ạ? Dạ đúng rồi, mình đang nói là trong tâm giác nè. Còn ngoài tâm giác á, tức là tin hai ông này gặp nhau trên bàn nhậu là chuyện bình thường, đúng không, đúng không? Nhưng mà ở đây là trong cái tâm giác đó, tức là trong chính quy đó, trong vấn đề quản lý của mình đó, có quy định này không? Cấp cao muốn quan tâm đến anh ở cơ sở vẫn được à? Nhưng mà báo cáo qua quản lý trực tiếp chứ, vừa muốn bóc con nào lên cũng phải để mặt cho quản lý trực tiếp chứ, đúng không ạ? Anh ở trên quan tâm á, anh thương cái này, anh ghét kia, cũng phải như vậy để mặt cho anh quản lý trực tiếp. Cái này trong chính quy nha, chứ không phải là bên ngoài tâm giác nha. Mà tâm giác hai năm gặp mặt nhậu thì bình thường rồi, đúng không? Hình như là không có thể, đúng không? Cái việc quy định đó là không thể nằm trong sự trao đổi này. Thì tóm lại thông tin này người ta gọi là thông tin theo chiều dọc, từ trên xuống từ dưới lên. Ví dụ như con cá có bốc lên, triển khai những cái xuống, dạ đúng không ạ? Thì chọn cái con đường gì, chọn môi trường gì thì tùy theo cái gì của mình, và làm sao cho cái nó thông thoáng, tức là nó không có bị tắc nghẽn chỗ nào hết. Ví dụ như đây, sao cái quạt cứ xếp không đi xuống, đúng không? Hoặc là cứ hoài sao thấy triển khai đợi hoài thấy triển khai đấy chưa nhận được là thấy mệt rồi đó, được hoặc là thấy báo cáo rồi đấy, thêm nhớ báo cáo rồi sao xếp nhận được, đó là mệt rồi đó. Thứ hai, trong một kinh nghiệm đó là thông tin theo chiều ngang hay là chiều chức năng, tức là sự trao đổi giữa các phòng ban chức năng phụ. Cái này thì có, tại vì công việc nào nó cũng liên quan đến nhiều phòng ban. Có ông nào mà đóng cửa mình ngồi trong phòng ban mà làm việc đâu, nó phải liên quan đến từ phòng ban này di chuyển từ phòng ban kia. Ví dụ như nhà nói giờ công việc là lương, tính lương ai tính, trả lương ai trả, tính lương chắc chắn là chỗ của tổ chức nhân sự, trả lương chắc chắn là chỗ ông liên quan tiền. Dạ thế thì theo mình đó, trong tháng đó giả sử có năm anh tăng lương, thế thì xuất phát là từ ông nào? Cũng nhân sự luôn. Thông tin đó là chuyển cho cái có bằng con đường gì hiện nay? Quyết định nào, quyết định cầm ta bốn luôn, có nghĩa là thông tin tăng lương để chi, để ông cái bón biết được cái thông tin này và ông trả lương cho đúng trong tháng đó, vậy đâu giống như này cái xuất phát điểm thông tin nó nằm chỗ nhân sự đó, và cái bón là người trả lương cuối cùng, thì chắc chắn là phải có một cái quá trình trao đổi dữ liệu hay thông tin từ bên phòng này qua phòng kia, dạ đúng không? Thì đây ta nói chương trình làm hết rồi, chương trình tính lương làm hết rồi, trong phòng tổ chức, phòng nhân còn phòng nhân sự làm hết trơn rồi, thì bây giờ là cái toán nhìn vô thông tin đó mà trả lương hết, không có gì hết. Có đơn vị đó chị ha, anh dùng cái bản Excel, anh cập nhật thông tin là chỗ nhân sự xong á, cái anh output tức là cái Excel, cái ông thải qua chỗ cái toán cái bản Excel đó, đúng không? Cái Excel cái toán lấy cái Excel đó là bỏ vô phần mềm để nó update lại cái thông tin được. Mà nó qua nhiều người, nó qua cái, tại vì qua con người mà có thể là nó bị sai lệch, đúng không? Người ta muốn là cái quá trình này nó phải trao đổi sau đó cho nó bình thường, đừng có bị rớt thông tin. Nó đừng bị rớt thông tin cái quan trọng đó. Với lại khi mà cái điều kiện mình mà càng ngày càng phát triển á, thì cái quá trình mà trao đổi thông tin giữa các phòng ban cũng là liên tục, đúng không? Hoặc là hồi nãy là cái chỗ mà công ty của mình á, hoặc đơn vị của mình mà có quá nhiều việc phải làm, thì cái tần suất báo cáo nó càng ngày càng tăng. Ngày xưa quý là một lần, giờ tháng là một lần, hoặc là tuần là một lần, tức là cái mật độ hay là cái tần suất báo cáo mình càng ngày càng tăng. Còn cái quá trình trao đổi giữa các phòng ban cũng vậy luôn, khi mà có quá nhiều công việc phải làm á, thì cần thông tin liên tục từ các phòng khác nhau, đúng không ạ? Cho nên ta mới nghĩ là giờ phải có cách nào để nó kiểm soát thông tin này nó được dễ dàng hơn. Ít ít thì dễ lắm, nhưng mà nhiều lên bắt đầu mình rối,
Tiếp theo đó là ở bên ngoài chiều diện ha, cái này hai cái bên trong là xong nha, cái bên chiều dọc, cái chiều ngang. Còn cái bên ngoài thì bên ngoài cũng có hai cái luôn. Thứ nhất nó gần ngoài nhưng mà gần, nó gọi là thông tin của môi trường vi mô. Thì vậy bên ngoài đó doanh nghiệp mình cần thông tin của năm ông này. Ông thứ nhất nhà cung cấp, ông thứ hai khách hàng, hai thứ này không cần phải bàn cãi. Nhưng mà bây giờ mình sâu ba ông sau đây thì bên mình có này, đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Ngành mình có này không? Có không? Còn ngành không có nhưng mà chia từng đơn vị có đó, đúng không ạ? Nếu mà chia từng muốn từng đơn vị có đó, có cái đối thủ á, nếu ta chia nhỏ ra. Còn nếu mà còn có ngành còn một ngành điện chung á thì đâu có cái vụ này, đúng không? Rồi bây giờ nếu mà không có cái ông mà cạnh tranh trực tiếp á thì hỏi được có ông này không? Thì vẫn anh có thông tin về cái đối tượng này không? Anh nói có nhưng mà cơ sở nào để mà nói có? À, dự báo cũng là dự báo là có trong cái kế hoạch gì đó ta đón có này sẽ có này. Sản phẩm này thấy có không? Bữa đó nhà cung cấp điện thì tôi sẽ cái làm sao mua điện cài mua điện cài hay mua điện dầu đó bạn thấy đó, điện này tùy theo cái gì nhìn nhận ra nó là cái gì nha. Cái này thì nó phức tạp là nếu ta nói về một cái đơn vị thì nó có, nhưng mà nói về toàn bộ ngành đó, thì nó khác. Dạ như vậy thì cái này thông tin của các đối tượng xung quanh đó là phải biết năm con này. Thứ tư, dẫn tin cuối cùng, bên ngoài, một cái việc mà ngoài xa, phía xa đó thì bao gồm là pháp luật, kinh tế, xã hội, chính trị, đúng không? Vấn đề về môi trường, tự nhiên, các kiểu đó. Thì cái này phải quan tâm, tại vì nó liên quan đến chiến lược dài hạn của doanh nghiệp. Cái chỗ này là chỉ có mấy anh lãnh đạo cấp cao, họ quan tâm thôi, đúng không ạ? Tương lai thì cái tương lai của doanh nghiệp đó là phải quan tâm. Còn của mình thì mình quan tâm đối với cấp quản lý quan trị là quan tâm hai cái bên trong là chủ yếu, đúng không ạ? Khi nào ta lên cấp 2, cấp 3 đó thì ta có quan tâm đến hai cái bên ngoài, tại nó liên quan đến cái chiến lược cạnh tranh hoặc là chiến lược phát triển của một doanh nghiệp trong tương lai. Thế nên chị thấy là mấy anh mà chơi chứng khoán á, thì anh hay xem cái gì, giá dầu thế giới nè, giá vàng thế giới nè, coi trên thế giới hôm nay có nước nào quýt nước nào không, đúng chưa? Để ta đầu tư vô cái mã chứng khoán đó, tại vì sao? Nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái chỗ mã đó, cái công ty đó, nó định làm công ty đó sẽ biến động, đúng không? Thì đó là thông tin bên ngoài. Rồi thì cái quá trình phát triển của một doanh nghiệp nó dẫn đến là bùng nổ thông tin trong quản lý, thông tin mình có được mình ra quyết định, rồi thông tin bên ngoài, thông tin có đủ cạnh tranh, thông tin khách hàng các kiểu đó, cho nên là tất yếu dẫn đến là dùng cái máy tính vào trong công tác quản lý. Nha, đưa máy tính vào hỗ trợ công tác quản lý thì cái này nó gọi là hệ thống thông tin. Như vậy hệ thống thông tin là gì? Chắc chắn là một hệ thống máy tính rồi, và cái hệ thống này là hỗ trợ cho cái hệ thống quản lý của mình nha. Nghĩa là hệ thống quản lý của mình là sẽ ứng dụng công nghệ tin vào, dĩ nhiên thì không thể ứng dụng 100% rồi, ta ứng dụng từ từ. Dạ đúng không? Hệ thống thông tin có nghĩa là cái việc ứng dụng công nghệ tin vào cái công tác quản lý hay là vào hệ thống quản lý của một doanh nghiệp thì nó được định nghĩa như sau. Đây là một tập hợp bao gồm 5 thứ: 1. Con người, 2. Quy trình quản lý, 3. Phần cứng, 4. Phần mềm, 5. Là dữ liệu. Mục đích của hệ thống tin là thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cho các hoạt động của doanh nghiệp. Thì hoạt động doanh nghiệp thì nó bao gồm là hoạt động của anh xử lý công việc, hoạt động thất nghiệp, hoạt động quản lý và hoạt động về chiến lược. Nó phải có đầy đủ hết. Dạ, thì nó đơn giản vậy thôi chị ha. Như vậy thì nó sẽ khác rất nhiều so với công nghệ thông tin. Để ta phân tích ra 5 thành phần của nó. Con người, quy trình là quy trình quản lý, phần cứng, phần mềm, và cái thứ năm chính là dữ liệu. Và năm thứ này là phải tương tác với nhau. Đầu tiên là con người,
điều nãy có hỏi chị là chúng ta liên quan đến phần mềm như thế nào, chúng ta dùng cái gì trên phần mềm thì nó đúng không ạ? Ta đọc báo cáo là xem báo cáo, ta ký là duyệt gì các quy trình đó, đúng không ạ? Nhưng mà ai là người nhập liệu vô là nhân viên của mình. Như vậy là nhân viên của mình nè, mình nè, các quản lý của mình luôn là những người trực tiếp sử dụng cái hệ thống máy tính. Như vậy nhưng mà bên cạnh đó thì con người đây cũng những con người gián tiếp, ví dụ như mấy anh làm bên IT là những người cung cấp phần mềm đó, không có anh nói sao có được, không có con người đó sao có được hệ thống máy tính, hệ thống phần mềm mình xài, dạ đúng không? Như vậy thì thứ nhất là con người, cái thứ hai là quy định. Quy định ở đây tức là cái quy định quản lý của doanh nghiệp mình á, của đơn vị của mình á, thì cái quy định này nó phải được thể hiện trên phần mềm, có nghĩa là quy trình quản lý nó phải khớp với lại cái quy trình phần mềm. Cho nên hồi nãy có nói là giờ IT theo quy trình quản lý hay là quy trình quản lý theo ngoài đây, đúng không? Tức là cái quá trình mình là nó có qua có lại, đúng không ạ? Ta hỏi nhiều IT theo quy trình hay là quy trình theo IT đó vậy. Thì câu hỏi này nó giống như là hỏi con gà với quả trứng cái nào có trước, dạ đúng không ạ? Nó cụ thể của phần mềm thì biết là cái này là viết theo quy trình hay là cái quy trình nó thay đổi theo cái phần mềm, nhưng mà dù cái quá trình nào đi nữa thì cái quy trình quản lý cũng như là cái quy trình phần mềm nó phải là khớp với nhau. Nếu mà phần mềm mà lấy quản lý là hai cái rời rạc nhau đó, thì mình sẽ làm hai lần, tức là hai hệ thống khác nhau đó, thì sẽ cái này. Cái gì nói ủa sao, tại sao đôi khi ta làm phần mềm rồi mà tại sao bắt mình làm thiết lập nữa, thì đó là do luật định bắt mình làm gì thôi. Chứ nếu mà cái nào số hóa được là ta số hóa được luôn, tức là ta làm phần mềm được luôn. Dạ, nhưng mà có những cái của nó cũng được, ví dụ như theo thông tư kế toán, luật về kế toán về tài chính, bộ tài chính quy định thì mình không phải có những cái minh những giấy tờ là minh chứng, thì cái đó là nhiều số hóa nên mà phải lưu lại là minh chứng. À, còn cái nào trong doanh nghiệp mình là số hóa được, ta là một quy định mình tự động hóa được, mình làm luôn các kiểu đó. Giống như ngày xưa bắt mình ký ký sống thì giờ ta có chữ số rồi đúng không, thì ta làm được trên ký số luôn đó. Như vậy thì dù thế nào đi nữa thì cái quy trình quản lý với lại cái quy trình của mình sẽ phải có với nhau. À, thứ ba phần cứng thì cái phần này thuộc về kỹ thuật rồi, tức là cần một cái máy tính mà có khả năng nó đáp ứng được để mình vận hành cái hệ thống tin của mình. Thì cho đến phút này là cái công nghệ nó có thể đáp ứng được gần như là tất cả những cái phần mềm quản lý trong đơn vị của mình. Thứ tư là phần mềm. Đây mình phân biệt cái khái niệm à. Trong một cái hệ thống thông tin của một doanh nghiệp á thì có rất nhiều phần mềm. Dạ, người ta kỳ vọng là có một phần duy nhất là điều này khó. Điều khó chúng ta cần tìm cách gom lại, đúng không ạ? Đúng không? Tìm cách gom lại á, thì gom sao? Có thể nào gom được một cái chung không? Hiện nay bên mình có bao nhiêu phần mềm? Số lượng phần mềm hiện nay bao nhiêu, khoảng bao nhiêu? Bây giờ có phương án nào mình gom gom lại không? Hiện tại thì đối với sử dụng thì gom không có hợp. Gom theo nghĩa gì? Gom theo nghĩa gì? Dạ, đúng rồi. Cái đó là như vào thông tin với lãnh đạo đấy. Cái đang làm một thô đó, đang làm một thô đó. Chung hết, chung hết cả luôn á. Dạ đúng rồi. Rồi. Như vậy gom theo nghĩa đó là, dạ công nhân. Gom theo nghĩa tức là cái thông tin dành cho mấy anh cấp cao,
anh lãnh đạo á. Chứ còn nếu mà vận hành chúng ta thì rời rạc, tại vì vận hành từ cơ quan khác nhau có mấy công việc đi rồi, đúng không? Như vậy đó thì ta mới kỳ vọng là có nên có một phần mềm nào chung hết tất cả không, thì chuyện này nó có. Thành thử là trong doanh nghiệp mình là vì đặc thù của từng đơn vị, từng cái mảng công việc đó, thì ta có nhiều phần mềm người khác nhau. Nhưng mấy cái đó phải trao đổi được với nhau. Cái quan trọng là cái hệ thống tin là chỗ nào, là thông tin nó mang tính chất hệ thống, có nghĩa là nó phải có liên quan với nhau và nó có thể là đồng bộ với nhau. Nếu mà phần mềm nhiều phần mềm thì ok không sao cả, nhưng mà các phần mềm này nó nói chuyện với nhau, ta có một cơ chế gì đó để nó nói chuyện trao đổi với nhau về thông tin. Dạ đúng không? Thế là không bị tắc nghẽn chỗ nào đây đó. Và đây chính là cái phần mềm. Dạ, đây là phần mềm anh. Thế là phải là ta khi ta đề cập đến một cái hệ thống tin của doanh nghiệp, tức là ta nói toàn bộ quy thông tin của doanh nghiệp luôn, hay là toàn bộ cái hệ thống quản lý của doanh nghiệp mà dùng phần mềm tin, thì nó tùy mức độ ra. Chúng ta cũng không thể nào được làm được 100% máy tính hết, thì có những cái mà con người còn không xử lý nữa. Thì nếu mà ta kỳ vọng là có một phần mềm dùng chung được thì quá tốt rồi, còn không thì không sao. Nhưng mà những cái phần mềm mà rời rạc này ấy, thì buộc lòng nó phải nói chuyện được với nhau. Và cái chuyện này chuyện lớn của doanh nghiệp chứ không phải đơn giản. Nói như vậy thì ta nói chuyện lớn, ta tìm cách để ta gom lại theo nhiều bước khác nhau. Dạ rồi, đó là phần thứ tư. Phần thứ năm đó chính là cái dữ liệu, cái cơ sở dữ liệu á, tức là cái nơi mà lưu trữ cái giao dịch, những cái xử lý mà trong thực hiện công việc của một đơn vị mình lập vào cái đó. Thì có được dữ liệu chúng ta mới làm báo cáo, chúng ta đánh giá, chúng ta phân tích được những cái công việc từ sau. Thì đối với doanh nghiệp nào nhỏ nhỏ thì ta dùng Excel để làm được rồi, chứ không cần phải dùng những công việc phức tạp. Rồi mấy cái đơn vị nhỏ nhỏ xin dân là tầm khoảng chừng 20-30 người đổ lại thì cần chi phần mềm, ta dùng Excel ta làm rất tốt rồi. Nhưng mà nhu cầu mà lưu trữ dữ liệu lớn chúng ta đó, thì buộc lòng ta phải tìm đến những cái hệ thống quản lý mạnh. Ví dụ như hiện nay là đơn vị mình là chắc chắn là dùng Oracle rồi, dùng hệ thống Oracle rồi, đúng không? Và chính cái ERP chúng ta cũng mua được Oracle luôn, đúng không? ERP mua Oracle đúng không? Hệ thống quản lý dữ liệu mình là ta còn là Oracle đó, hình như toàn bộ đúng không? Tất cả đúng không? Dùng Azure Server, mọi người có dùng Azure Server MySQL có nhiều quen thuộc. Dạ, cũng rất là cô đó. Dạ, ok. Thì đó là chính là cái phần mà lưu trữ dữ liệu của chị ha. Nhưng mà cái này nó tương lai nó sẽ phình to ra. Thì phình to ra, các chị thấy có khái niệm là Big Data. Cái chị hồi nãy có nghe nói cái khái niệm là Big Data đúng không ạ? Những Big Data là gì? Big Data thì mình nói là dữ liệu lớn, vậy bao nhiêu lời lớn? Bao nhiêu lời lớn? Những Big Data là gì? Những gì đó ạ? Nhiều người ta hiểu lầm là cứ là cái data mà chừng khoảng chừng mấy triệu dòng á gọi là big data. Không phải, big data là một cái thuật ngữ để nói về cái dữ liệu của cái môi trường số. Thì đối với doanh nghiệp á, cái data nó có hai cái nguồn. Một nó là cái internal data, tức là cái dữ liệu mà bên trong nội bộ của doanh nghiệp á. Cái thứ hai đó là external data, tức là dữ liệu ngoài của không gian số, là dữ liệu của internet nè, của mạng xã hội nè, của các giao dịch thương mại điện tử nè, của các cảm biến về sensor nè, nó để lại cho mình trong môi trường số đó. Thì cái dữ liệu này khi chúng ta quy về một chỗ á để ta lưu trữ và ta xử lý, thì không có một cái máy tính nào có thể đáp ứng được cái xử lý đó hết. Cho nên hiện nay nó rời rạc, nó có thể nó có cấu trúc, nó để phi cấu trúc nằm trên cái môi trường số. Và đây chính là thách thức lớn của doanh nghiệp hiện nay là muốn khai thác nó để mình phân tích, mình xử lý, để mình tìm ra được cái gì đó trong hoạt động của doanh nghiệp, đúng không? Thì cái này nói về sâu xíu về vấn đề gì về lưu trữ. Anh nào bên IT thì làm quá này rồi, nhưng mà một số anh này, dạ cái này mình gọi là gì ạ? Cái này mình gọi là gì?
Nguyên kỹ thuật công nghệ tin đầu điện tử được làm mấy là biết đúng không? Biết. Trời. Máy tính thì không bao giờ nó lấy biết làm gì nên tại vì lấy chỉ được con số 0 hoặc số 1 thôi. Cho nên một lần nó lấy ít nhất là 8 bit, tức là bằng 1 byte. Cái này là máy tính ngày xưa nó đã lấy được 2 byte, đúng là 2 byte. Bây giờ là hệ 64 bit, 32 hệ 64, có nghĩa là gì ạ? Là cái máy tính có khả năng lấy được ít nhất là 64 bit lên xử lý, tại vì lấy càng nhiều thì khả năng xử lý càng tốt. Cho nên hệ 64 sẽ tốt hơn hệ 32, có nghĩa là vậy đó. Rồi bây giờ mình có những đường vị lưu trữ nè. Cái này là thiết kế trong những đường vị lưu trữ như ổ đĩa và các kiểu lưu trữ dữ liệu đó. Thì lớn bài là gì thì KB, lớn hơn KB là megabyte, lớn hơn megabyte GB, lớn hơn GB T, lớn hơn T có rồi, đó là beta bay, lớn hơn beta bay. EB tức là exabyte, lớn hơn EB đó là ZB tức là zettabyte, lớn hơn lớn hơn ZB á đó là IB, IB là zettabyte. Dạ. Cái năm 2013 đó, cái anh Intel nó làm một cái thống kê vui vui về ngành Big Data nè. Nó nói là gì? Cứ 11 giây ở trên cái thế giới số này nè, tạo ra một lượng dữ liệu lớn bằng 1 petabyte. 11 giây nha. Thế là hỏi gì 11 khó có hình dung 1 petabyte đó. Cái đó là lấy một cái petabyte này nè, quy về một bộ phim HD mình xem mình chơi liên tục không ngừng nghỉ, không ngủ gì cho nó ăn uống gì đó trong vòng 13 năm. 11 giây tạo ra một lượng dữ liệu bằng một petabyte, và mình đổi petabyte này về một bộ phim HD là mình xem liên tục trong vòng 13 năm. Trong vòng 13 năm đó chị thấy khủng hoảng không? Một ngày á anh Facebook anh phải xử lý 500 terabyte, dữ liệu anh Facebook tạo ra người xử lý 500 terabyte. Thì 500 terabyte đâu mà ra, của ai vậy? Của mình chứ của ai? Trong đó của mình chứ của ai đâu, mình làm gì trên Facebook nè? Đăng hình đúng không ạ? Post file, like, share là các kiểu á, live stream đúng không? Live stream anh là bán hàng cũng có, rồi mấy anh đi nhậu cũng live stream được luôn đúng không? Đó, quay cái bộ tiền đó đang nhậu lên cái bờ nhậu trực tiếp mà đang nhậu trực tiếp mà, hoặc là ở đầu cầu đang bắt nhậu trực tiếp, live stream nhậu trực tiếp đó đúng không ạ? Như vậy thì nó là cái dữ liệu do những người dùng tạo ra. Như vậy một ngày mà anh nếu mà xử lý là 500 T là dữ dội lắm á, cái động đâu luôn đó được, không phải luôn trên cloud. Tao có cái máy tính nào mà luôn nổi đây cho mày dùng tao luôn nhiều nơi đó. Dạ đúng không? Tại vì bữa có cái lượt an ninh mạng mà nó bắt gì mấy ông nào mà làm ăn Việt Nam nó không phải vậy, thì nó mang tiền kéo mang về Việt Nam gì đó. Dạ đúng không? Nó luôn giữ chỗ nào đó thì bắt đầu bắt nó phải cho mình kiểm soát đó, để lượt an ninh mạng mà ai nào làm ăn Việt Nam thì cho kiểm soát cái data của Việt Nam, nên bà cũng không dịch tới mày về. Làm gì dịch dễ muốn gì là dịch không? Rồi đó là phần data gì ha. Nhưng mà cái dữ liệu này nó càng lớn là khi mà chúng ta số hóa nhiều thứ trong doanh nghiệp mình á, thì data để đây là rất lớn, và mình phải biết phân tích, biết đánh giá, biết tổng hợp, biết report, biết báo cáo để quản lý. Rồi mình tóm lại bằng màn hình này đây. Ông IT á thì ông quan tâm đến ba thứ: phần cứng, phần mềm, giải data. Cái ông é á là ông hệ thống tin nha,
ổng quan tâm đến IT nhưng mà cộng thêm cái thứ đó là cái quy trình quản lý và con người trên đó. Cho nên toàn bộ màn hình này là toàn bộ màn hình của ông AS. Thì hồi nãy chúng ta thấy là gì? Bên này chính là bên IT này, đúng không? Bên này chính là bên business, đúng không? Đúng không? Con người và quy trình tất nhiên phải sai, đó là thuộc về business mà, đúng không ạ? Và quy trình quản lý cũng là do con người tạo ra mà, quy tắc quản lý cũng là do con người tạo ra, chứ luật lệ các kiểu đó là do con người tạo ra mà. Thì cái này thuộc về business sai. Như vậy thì IS nó bao gồm cả cái việc IT và việc business luôn, tức là nó làm sao đó đem ứng dụng cái IT nào vào để mình hỗ trợ cho business. Cái này cái này. Cho nên lý do nào, lý do tôi thấy là đôi khi là cái ông IT một mình nó thì không thể nào ông kéo được ông business. Còn business thì cũng đôi khi cũng không kéo được cho ông IT. Cho nên tại vì nó phức tạp. Thành thử ra ta hay làm các dự án một niềm tin đó, ta hay để cho các anh lãnh đạo cấp cao hơn đứng ra làm trưởng cho đó thì phù hợp hơn. Giống như các chị thấy là những đơn vị bên ngoài á, muốn đi khai EV bên ngoài đi khai EV chuyển nhận mình, tại vì nó vừa nó nhỏ. Thì khi mà cái anh là mà trưởng phòng IT mà lên mà gặp cái anh triển khai EV, ví dụ chọn đối tác của mình là ở địa phương mình có ông FPT, ông sẽ hỗ trợ cho. Thì cái ông trưởng phòng IT lên thì bên chỗ công ty FPT nó sẽ đuổi về đi, kêu phó này, kêu anh lãnh đạo cấp cao lên xíu lên được, hoặc là cái anh trưởng phòng kế toán lên đề cập đến mua phần mềm về EV để cũng đuổi về kêu phó kế toán lên. Dạ, thì chỉ có ông giám đốc mới hiểu được câu chuyện là giờ ai đổi như thế nào. Thì tất yếu là giờ là muốn, nếu mà muốn đi sẽ đổi thì bắt buộc là bên trong mình phải động viên mình làm sao đó, mình phải ép xuống là đổi business, đúng không? Còn nếu mà không nhất quyết là ai đi đổi, tức là bên phía bên phát triển phần mềm họ phải đổi thì phải có một cái giá trị phù hợp cho nên đổi. Hay như vậy, tức là nói chung là hai bên làm sao cho nó để nó phù hợp hơn, vừa business mà vừa IT nó phải hài hòa cân đối thì mới đưa ra được một hệ thống quản lý mà dùng công nghệ thông tin nó mới hiệu quả được. Đó là như vậy các chị thấy. À, nhưng mà con người và quy trình đó, là hai thứ thứ là rất khó đổi. Cũng là các chị á, không phải công nghệ không có được, nhưng vấn đề là con người và quy trình ở cái nơi đó rất khó đổi. Mình thử ra nhiều doanh nghiệp mình triển khai những phần mềm nó thất bại, biết còn những EV phải một đơn vị mình triển khai không? Cặp rằm đến cả ngàn, nói chung là hiện nay là số lượng doanh nghiệp Việt Nam mà triển khai cái EV á là nó tầm khoảng 17% tổng số doanh nghiệp Việt Nam là 17% triển khai EV rồi, và cái số mà thất bại cũng nhiều hơn đó, tại vì nó bị đổi quy trình, nó con người nó phù hợp, tức là quy trình độ để nó vận hành hệ thống đó luôn, với lại quy trình không chịu đổi là thứ mà đây có nhiều nhất thì triển khai cái EV. Cái doanh nghiệp lớn của Việt Nam mình triển khai cái EV này tầm khoảng là hơn 50% rồi, khoảng 50% đó. Còn doanh nghiệp tổng số doanh nghiệp Việt Nam thì triển khai EV là 17%, và con số này càng gia tăng, tại vì chính nó giúp cho là chúng ta tiến lên cái gọi là dùng cái digital revolution nó dễ dàng hơn. Thì lát buổi chiều sẽ nói về cái điểm lợi của cái EV, tại sao mình cần phải tìm đến đó để chị thấy phân tích ra. Thì nó cũng có những mặt trái của nó, ví dụ như nó sẽ gây xáo trộn trong cái công tác về quản lý của mình hiện nay. Đây là đổi phần mềm cũ qua phần mềm mới và phải đổi quy trình, đúng không ạ? Đổi vận hành thì nó chắc chắn sẽ gây xáo trộn rồi. Và nếu mà ta thả đầy đủ cái mô hương của nó chắc chắn cũng phải là ít nhất là 5-6 năm xong. Cái công nghệ chuyển từ FMIC mà sang MMIC là có thể là hết mấy năm rồi. Mấy năm? Dạ. Ồ, 10 năm mình mua rồi, khi mình triển khai, sau này mới triển khai mà, đúng không ạ? Mua lâu rồi mà, đúng không? Đúng cái gì mình ra mua lâu, cái này 10 năm rồi, đúng không ạ? Đi 10 năm nhưng mà triển khai chính thức là khi nào? Nhưng mà tại sao không được? Tại sao lúc nghĩa là nguyên nghiệp trước không được? Do lãnh đạo trên, đúng không? Người đòi đâu? Người đòi 2016 đúng không? 2017. Nhưng mà thí điểm là ở trong Kia Đức, đúng không? Trong miền Nam đúng không? Dạ, đó, chị thấy là nó không phải đơn giản, không phải đơn giản. Mình làm biết bao nhiêu năm mới được cái đó, tại vì thí điểm hoài, thử nghiệm hoài nó sẽ học có. Cái quan trọng nhất là cái anh đứng trên, cái lãnh đạo cấp cao đối diện hay không,
chứ thành ra thì mình kêu anh IT mà điều chuyển business cũng có, mà kêu business điều chuyển IT cũng có. Dạ đúng rồi. Dạ sao ạ? À cái cũ cái đó là mình mua lâu về là hậu luôn. Cái bây giờ nếu mà nói về GDP thì giải pháp số 1 thế giới á, không phải là Oracle, bảo sát SAP. Nhưng mà do thời điểm ta mua cách đây 10 năm thì Oracle đúng rồi, nhưng bây giờ đó thị trường mà tốt nhất về GDP vẫn là SAP, còn Oracle là xếp thứ hai thôi. Và Microsoft khỏi nói, Microsoft là coi như là không có ảnh mạnh công nghệ, nhưng mà ảnh không có mạnh về quản lý. Cho nên Microsoft cũng có GDP luôn, nhưng mà rất ít đơn vị để chọn cái Microsoft của ngành. Nó không Microsoft tên biết các phiên bản á. Microsoft chỉ mạnh công nghệ, nó là thực thụ là công nghệ tin thôi, chứ từ ra ảnh không có mạnh về quản lý. Cho nên ta có những công ty chuyên về giải pháp quản lý, thì giống SAP hiện nay là nó đang nổi lên nổi đáo ở Việt Nam á. Thì có rất nhiều đơn vị và partner của Việt Nam mà chưa được triển khai. Thì trong FPT họ mới đứng ra làm partner cho FPT. Thì FPT cũng chính là nhà cầu phụ mà nó hỗ trợ mình trong công tác về việc AI đúng không? Tại vì anh có kinh nghiệm ở Việt Nam. FPT ông đâu có sản xuất phần mềm chi nhánh ngoài ảnh. Anh cứ lấy của nước ngoài về, anh triển khai trong điều kiện Việt Nam với phần mềm của ảnh xong. Vậy có tiền khỏe. Chứ đâu có trong đầu có cổ vô biết gì là cái AI. Ở Việt Nam có nha, có ERP made in Việt Nam từ các công ty và là về cái đó ngày xưa đó, ví dụ làm Visa, Fast, Bravo, những cái anh mà làm về phần mềm cái đó ngày xưa đó, thì giờ nó phát triển thêm vài mô luôn nữa, nó tạo ra một phần mềm dùng chung, phần mềm chung. Thì cái này chỉ nhắm đến các bên doanh nghiệp nhỏ nhỏ thôi, cái bé chỉ sinh thôi, chứ không thể nào mà phức tạp lớn được thì anh chịu nổi. Với lại cái thứ hai nữa là cái ta phải cần mình phải quan tâm nhiều hơn, đó là vậy. Thật ra cũng có thể ta làm một cái hệ thống tin rất tốt ở Việt Nam mình, ví dụ như anh về ERP của Việt Nam đã làm ra một hệ thống rất tốt cho những công ty nhỏ nhỏ đó, nhưng mà cái xu hướng nó vẫn là bỏ cái doanh nghiệp Việt Nam và chọn cái công ty nước ngoài. Dạ, còn cái anh ở Việt Nam này giống như cái thời kỳ quá độ đó, tức là dùng ERP Việt Nam cho nó quen rồi sau đó mới chuyển sang dùng ERP của thế giới. Tại sao phải chọn cái hướng đó? Là vì hội nhập, là vì quốc tế hóa, là vì có làm ăn với nước ngoài, và nước ngoài nó vô mà nó ký hợp đồng với Việt Nam á, cái công ty Việt Nam á, mình nó hỏi cái hệ thống quản lý nước. Dạ đúng rồi, mình đừng có đem lấy ISO ra hồ nha. ISO của mình là cái thứ mà nó hơi mình hay gọi là tào lao chút xíu. Đó, nó hơi tào lao xíu, đừng có đeo bản ISO trước cửa mà ra hồ nó ra nấu sợ đâu. Nó hỏi mình thực chất chúng ta đã quản lý trên phần mềm dùng chung chưa. Thì hiện nay cái phần mềm tốt nhất là ERP đó. Nó hỏi tiếp, vậy thì ERP của ông nào? Nó trả lời của ông Việt Nam thôi, chú tiếp tục với tôi. Nhưng mà nếu nói ERP của SAP, Oracle, Microsoft, rồi thôi vô đặt ô ký luôn, không cần xuống thì khảo sát đánh giá phỏng vấn gì các kiểu đó. Tại vì sao? Tại vì cái phần mềm ERP nó được xem như là một cái giải pháp về mặt quản lý mà dùng công nghệ tin. Tức là sự phát triển của công nghệ và công nghệ trong quản lý đó, nó tạo ra một cái hệ quả như vậy. Và khi ta cài đặt cái trong doanh nghiệp mình, tính là ta đem cái quy trình quản lý đó đến với doanh nghiệp, như vậy nó chuẩn mực hơn, nó bài bản hơn, chuẩn mực hơn và đỡ phải gánh nặng công tác quản lý. Đó là yếu tố tố về hội nhập và làm việc với lại đối tác nước ngoài là như vậy. Chứ là nào mới thì bước bây giờ mà đưa đồ một cái mà chọn cái đi nước ngoài, mình nhắc mình thấy thế phức tạp đúng không? Cái mình nó rối loạn luôn, cái phiêu nhập liệu vô quá trời luôn. Ngày xưa làm trên Admit thì họ tách lắm, bây giờ lên trên Permit quá trời thứ các kiểu luôn. Và có những cái chỗ mà dữ liệu không có, phải cóc từ cái sách vở, từ cái tài liệu giấy ngày xưa cóc bỏ qua đúng không? Nó có dữ liệu nó mới vận hành được đúng như là cái hệ thống mình đã được nghĩa ra. Cái gì đấy là nó phức tạp vô cùng nhưng mà đơn giản thôi. Cho nên thì một số doanh nghiệp của mình thì cũng có triển khai, nhưng mà một số doanh nghiệp là thất bại nhiều đó. Thất bại thì không đưa ra cho mình biết. Dạ, nó giấu quá. Bây giờ mình triển khai lần thứ mấy là thành công? Có doanh nghiệp mình triển khai lần thứ 3, thứ 4 là thành công không? Số lượng doanh nghiệp mình thất bại nó nhiều hơn số lượng doanh nghiệp thành công nữa, nhưng mà nó giấu đi. Thì cái bài học tốt nhất cho Việt Nam của mình đó chính là cái
ERP của Vinamilk. Vinamilk được xem như là đơn vị mà triển khai cái ERP đầu tiên của Việt Nam vào năm 1995. Dạ, ERP đã triển khai ở Vinamilk 1995. Mà tỷ là 95 ai biết ERP là gì, nói ERP hiện nay đâu hiểu. Hiểu không? Thì do cái cô Mai Kiều Liên đó, cô là giám đốc của Vinamilk. Cô này cô học bên Mỹ. Thì bên Mỹ họ đã áp dụng ERP lâu rồi. Ở Việt Nam, xin lỗi, ở thế giới là ERP được nghiên cứu vào năm 1970. Trước đó, cái phân hệ đầu tiên của ERP đó chính là công nghệ sản xuất, chứ không phải là công nghệ tài chính. Vì sao mình mở rộng ra, gắn tài chính vô, gắn nhân sự vô, bây giờ gắn luôn cái chỗ khách hàng, gắn vô chỗ quản lý nhận cấp luôn, ra đủ một cái gọi là một cái trụ chính của một doanh nghiệp, là cái quản lý, nó gọi là Enterprise Resource Planning, tức là hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Mà nguồn lực doanh nghiệp sao là có đầy đủ hết tất cả con người nè, đúng không, nhân lực, tài lực, vật lực, được các kiểu đó, thì nó được quản lý hết tất cả toàn bộ luôn. Thì năm 1995 nó Vinamilk mua cái phần mềm của Oracle luôn, $4 triệu là năm 1995, tức là 80 mấy tỷ. Em thấy cũng biết đâu 95 mà cách đây hơn 20 năm. À, thì được xem như là một trong những việc đầu tiên mà triển khai thành công cái hệ thống quản lý. Thì họ dùng cái hệ thống trước. Dạ, chúng ta thấy là cái câu chuyện mà triển khai những hệ thống phần mềm đó phức tạp vô cùng chứ không đơn giản, tại vì bởi lẽ nó liên quan đến hai thứ là cái quy trình quản lý với lại cái công nghệ phổ biến máy tính. Dạ đúng không? Dạ, em bị giải đau chứ chị?
Thế cuối tuần gì ha? Vậy thì khi mình đưa cái hệ thống tin vô á, thì trong việc kiện mình có vai trò gì? Thế là tại sao ta mới nghĩ là nên mình đưa cái hệ thống tin vô? Nó có ba vai trò. Thì cái vai trò đầu tiên ai cũng hiểu đó là tự động hóa, là tự động hóa đó. Các bạn không tin mấy tin nó là dạng tự động hóa. Thì nó cần, đầu tiên cần tới hệ thống tin là cũng vì lý do này, để mình tự động hóa những công việc và làm thủ công. Như vậy đây chính là góc nhìn của những người làm về tác nghiệp, tức là về cấp cơ sở đó, ta cần cái này. Nhưng mà đối với cấp trung, tức là những anh làm quản lý, thì khi ta đưa cái hệ thống vô để hỗ trợ cho công tác quản lý của mình, vậy thì cái công tác quản lý ta có hiệu quả không? Ta được học tập, được thừa hưởng gì từ nó không? Cái quản lý chúng ta có tốt hơn không? Đương nhiên là tốt hơn, đúng không? Đó là ta học tập được những thứ từ hệ thống tin. Dù ta triển khai video, tại sao chọn video để giúp ta quản lý hiệu quả hơn, tức là tổ chức mình sang nâng cấp được công tác quản lý tốt hơn. Cái thứ ba đó là vai trò của liên quan chiến lược, tức là hỗ trợ trong chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp. Tới chỗ này, cái chỗ này thì chỉ có anh làm cấp cao thì mới nhận ra vai trò đó. Tại sao ta mới đưa hệ thống tin vào để hỗ trợ doanh nghiệp mình, nó mang lại những giá trị cạnh tranh. Dạ, nó vai trò lớn gì ha. Rồi bên trong một doanh nghiệp thì ta thấy là hiện nay hầu như là các đơn vị của chúng ta là đều có thể ứng dụng công nghệ tin rồi. Công nghệ hiện nay đã áp dụng được tất cả các hoạt động của doanh nghiệp rồi. Nhưng vấn đề là doanh nghiệp mình á, mình chọn mình triển khai cho hoạt động nào là đầu tiên? Dựa trong ngành điện của mình á, những đơn vị nào mà được tin động hóa đầu tiên, hay cái phần mềm nào mà được ứng dụng đầu tiên ở trong ngành điện của mình? Dạ, ngành nào, cái đơn vị nào, bộ phận nào hay hoạt động nào? Dạ, cái nào đầu tiên? Một số anh có kinh nghiệm lâu năm trong ngành điện là gì? Cái hệ thống nào được ứng dụng đầu tiên ạ? À, hóa đơn tiền điện đúng không? Bây giờ mình làm trong cái trường CMIT đúng không? 90. Dạ, cũng hóa đơn, đây là bệnh viện kinh doanh. Dạ. Bây giờ mình mới nhìn lại cái việc mình ạ. Thế trong cái việc mình, cái gì là hoạt động quan trọng? Theo chị là trong đơn vị hoạt động kinh doanh của mình á, trong quản lý của mình á, thì cái bộ phận nào được xem là bộ phận chủ lực? Có nghĩa ông nào cũng xem cái phần mình là quan trọng nhất, đúng không? Nhất là trong tài chính, tại ông nắm tiền trong tay, ông còn quyền lực mà, còn không ông cũng biết tại vì anh đi xử đó. Đúng rồi, để nắm con người trong tay, đúng không? Nhưng thật ra thì trong doanh nghiệp gì cái bộ phận nào quan trọng á, thì người ta mới soi theo cái mô hình của ông Porter 1985. Cái này gọi là cái value chain, tức là một cái chuỗi giá trị trong một doanh nghiệp. Thì trong doanh nghiệp nó có hai hoạt động, một hoạt động chính và một hoạt động hỗ trợ. Cái gì thuộc về hoạt động chính? Đấy, chỗ này từ cái nguyên liệu vật liệu đầu vào nè, kho nè, sản xuất nè, phân phối nè, bán hàng nè, dịch vụ sau bán hàng. Cái trục này được định nghĩa là trục chính. Có nghĩa cái phòng nào mà nằm trên trục này được xem là phòng chính, đúng không? Còn cái gì là hỗ trợ là bên trên đây, nhân sự nè, kế toán tài chính nè, mua sắm nè, nghiên cứu phát triển nè, tất cả thứ đó là cái phòng ban hỗ trợ, phòng hỗ trợ, dạ đúng không?
Nhưng mà hiện nay tôi thấy là mấy anh là tài chính nhưng mà đi sự á, ảnh xem ảnh là vĩ đại, thứ nhất là xem ảnh là ảnh tài chính, nhưng mà anh quên đi là cái chính đó chính là cái trụ ở dưới, cái nguyên vật liệu, cái yên cuối và cao cuối của mình á. Dạ đúng không ạ? Đấy, ngày xưa mình á, mình không có coi cái ông dịch vụ sau bán hàng, tức là mình không có coi khách hàng đó là chính, đúng không ạ? Sau này chúng ta mới có trung tâm cho khách hàng mình ăn. Tại vì sao thì đối với tôi mình có nên chị là đâu cho tôi bây giờ tôi không chọn chị, tôi chọn ai vậy, đúng không ạ? Cái chị quên luôn khách hàng luôn rồi, cái chị quên luôn khách hàng luôn rồi trước đây, đúng không? Về sau này chúng ta mới có cái trung tâm hỗ trợ khách hàng luôn cho khách hàng đó. Tại nó nằm trong mục chính á thì cần phải quan tâm đó, và tôi cần phải thông báo cho nó, đúng không? Cái CRM là có thể sau này, đúng không? CRM sao chị biết, đúng không? Rồi thì những cái phòng ban nào nó nằm trên cái trục chính thì ta gọi là những cái phòng ban quan trọng nhất trong đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh, đó là từ nguyên vật liệu đầu vào này, rồi sản xuất này, rồi bán hàng này, rồi phân phối này, rồi bán hàng này, gì cũng sẽ bán hàng đó, trục này này, trục này chính này. Còn một trên nó hỗ trợ nha, mấy làm kế toán với lại nhân sự nó là phòng ban hỗ trợ đó. Nhưng mà coi như hiện nay làm anh nhân sự với kế toán là coi như là nắm quyền lực trong tay, còn người mà quyết định bổ nhiệm ai nè là nhân sự mà, đúng không? Còn tiền phân phát nhiêu là các bộ cái toán tài chính mà, đúng không? Hai phòng đó mới được nhất, người ta thì trong một doanh nghiệp đó là cái phòng support thôi, hỗ trợ. Dạ là đúng không? Giống như trong trường tôi đó thì cái khoa đào tạo mới là chính, còn cái phòng ban, phòng tài chính rồi phòng tổ chức rồi các kiểu nhân sự các kiểu á là hỗ trợ. Các phòng về vật tư thiết bị là chỗ này nè, nó hỗ trợ. Nhưng mà mỗi lần mình làm gì mình cũng làm đơn xin. Thật ra về sau này không có cái khoa tôi nó không có đơn xin gì trên á, mình gọi là giấy đề nghị mà đúng, tại vì nó là hỗ trợ mình mà mình chính cái phòng đó hỗ trợ mình, nó gọi là làm cái giấy đề nghị chứ không có đơn xin, đúng không? xin rồi thì nó luôn như vậy. Cho nên ở đây khi ta nhìn vô á, một doanh nghiệp của mình á, khi ta làm quản lý á, ta nhìn vô là đâu là cái bộ phận quan trọng và cái chỗ nào đang gặp vấn đề đó, chúng ta tìm qua cho nó. Vì ngày xưa ta thấy chỗ khách hàng quan trọng từ cái hóa đơn tiền điện nó rất quan trọng, đúng không? Ta mới tin hóa cho nó. Như vậy cái chỗ CMIC là cái đầu tiên của mình, đúng không ạ? Nhìn có anh nói cái chỗ sản xuất phải quan trọng với anh review, anh nói là cái hãng sản xuất phải quan trọng, cái anh tin hóa gì luôn cái chỗ sản xuất. Cái sau này tại sao lý do gì mà mình triển khai cái ERP, mình lại triển khai cái tài chính đầu tiên, tài chính đầu tư là chung đó, nhưng mà tại sao quan trọng tài chính đầu tiên? Tại sao tiền hóa tiền đó? Tại sao triển khai ERP như đó? Cái chỗ tài chính. Dạ. Tiền đúng không? Tiền là ma tiêu đó. À, dạ, dạ, dạ. Có thể tám ma tiêu được. Thế là tại sao cái gì vậy? Đã có hỏi lớn là tại sao diễn ra cái câu chuyện mở mít ra cho tài chính cái đó? Vì sao vậy? Thật ra hôm qua dạ thì nó có nhiều lý do. Thường là thông tin tài chính của một doanh nghiệp nó quan trọng không phải chỉ cho nội bộ mà quan trọng cho bên ngoài nữa. Kiểm toán, thuế, tranh lôi ngoài thì buộc lòng là các doanh nghiệp phải chú trọng công tác về kế toán, làm sao cho nó chính xác, nhanh chóng, kịp thời, để làm đảm bảo những giá trị thông tin mình có được đầy đủ trọn vẹn đó, những cái giá trị thông tin mình nói nãy đó. Cho nên cái tình hình mà sử dụng cái phần mềm kế toán tài chính ở Việt Nam mình á là trên 90% hiện nay. Trên 90% các doanh nghiệp là buộc phải có ít nhất là một phần mềm kế toán. Làm gì không biết, vì thông tin kế toán quan trọng, buộc là phải làm cái đó. Nhưng thật ra thì đối với cái ông Porter thì cái đó chính nằm trên đây, nó là support chứ không phải là cái primary, cái chính. À, đúng không? Cho nên là tùy theo mỗi doanh nghiệp ha, như vậy thì tùy doanh nghiệp là tại vì chúng ta không phải là buộc phải tiêu hóa hết, tại vì mình đâu có đủ tiền với lại đâu đủ cái khả năng để làm đồng lõi đâu, phải làm từ từ. Nhưng vấn đề là ưu tiên cái nào trước là nước từ từ làm như vậy,
mới xong, còn một cái bốn thành viên của mình. À, nhưng có những cái thì ta chấp nhận là để đó, bữa sau mình sẽ đồng hóa. Còn cái nào quan trọng ta làm trước. Dù của mình thì xuất hiện bao gồm nó chính là chỗ khách hàng. Dịch vụ sau khóa ngàn là cái chỗ quan trọng của khách hàng á. Trước đây mình lơ đi, nhưng mà sau này thì mình mới thấy là cái này quan trọng. Rồi phải có những cái thông tin tương tác, trao đổi quản lý tốt hơn khách hàng. Ví dụ như trong công ty bất động sản á thì là hầu như công ty nào cũng phải có CRM hết. Cái hệ thống CRM á, tại khách hàng của thằng bất động sản nó quan trọng. Dạ đúng không? Và không phải nó có một sản phẩm mà nó có cả chục đến cả ngàn cái sản phẩm của đó mà. Ra chung cư mới cái nó bán đúng không? Như vậy nó phải biết được khách hàng nào, tiềm năng sao. Rồi thông tin khách hàng nó gọi tới tấp mà đúng không? Mình mua cây chung cư rồi bắt đầu rồi nó còn tiếp tục nữa, tại vì có cái data đó, nó không thích cái data đó. Đúng không? Và trao đổi chăm sóc đủ thứ cái kiểu khách hàng, tại vì khách hàng nó quan trọng. Cho nên là bất động sản là CRM là quan trọng đó. Nó tùy vào trên doanh nghiệp nữa, tùy mình thấy chỗ nào đem lại giá trị lớn doanh nghiệp và doanh nghiệp nào gọi là có lưu gen, nó gây đủ giá trị chính của doanh nghiệp. À, cái chủ giá trị á, thực chất đó là gì? Những cái hoạt động là tạo ra cái giá trị của doanh nghiệp. Thì cái hoạt động nào mà không tạo ra cái doanh nghiệp đó thì ta sẽ không có làm. Ông một tên nói vậy, cái gì mà không làm tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm dịch vụ đó thì không có nên làm. Ví dụ như tôi có một căn nhà, tôi kêu nhà có bốn nha, chắc kêu tiền này một tỷ thôi, nhỏ nhỏ thì tôi kêu vậy thì nó thấp quá. Thế tôi bắt đầu người sơn có lại sửa chữa được các kiểu á, tốn tôi chi phí hết là 100 triệu, nhưng mà sau khi sơn có sửa chữa tôi kêu lên được 1.5 tỷ. Cái hoạt động này nên làm không? Nên làm không? Tại vì nó lớn là cái input, đúng không? Cái output hay đầu ra nó lớn cái input thì cái đó là nên làm. Thì trong cái ngành điện của mình á, nó có một cái nhà máy điện, nhà máy chạy bằng dầu, thì cái này nên làm không? Ở đây các anh bữa tôi gặp em xin cô đó, anh này bằng than nữa, anh gì phong điện thì lúc ra đây có anh này thủy điện ok rồi, giờ có anh nhiệt điện chạy bằng dầu. Thế tôi hỏi vậy chứ tại sao cái nhà máy này tồn tại? Vì cái input cái output nào lớn hơn? Thế để mà tạo ra được cái điện của ông á thì cũng tốn bao nhiêu cái dầu, và cái giá trị của cái vật liệu nó lớn hơn cái gì sao ông tạo ra, đúng không? Cái input nó lớn cái output. Thế là hỏi nếu theo cái ông này là chắc chắn tự làm rồi, nhưng tại sao nó làm, tại sao vẫn tồn tại? Giá trị kinh tế đã không đạt rồi đó, về kinh tế không đạt rồi, như vậy nó tồn tại vì lý do gì? Dạ đúng rồi, nó tồn tại vì lý do khác. Chứ không phải là vì giá trị đây, cái giá trị là lỗ, đúng không? Dù hỗ trợ cũng là đó, đúng không? Hỗ trợ coi như là điểm như mùa khô, vậy thì việc giảm nổi, giảm phát thêm, càng như vậy. Tức là những cái dự phòng, tức là nó đạt được trình độ đó, tức là cái mục tiêu nó tồn tại vì cái đó, chứ không phải là vì kinh tế. Vì tài chính không thể thua rồi, không chạy được đâu có, tại vì nó tốn kém mà, đúng không? Tức là cái input nó cao, cái output. Đó, vì nói như chung với chị ha, ở trong doanh nghiệp hiện nay chúng ta là hầu như là có hết tất cả những cái hoạt động quản lý, và mình có thể tự động hóa nó một cách dễ dàng chuyển công nghệ. Vấn đề là nên chọn cái hoạt động nào là chủ yếu, và thứ tự của nó thì cũng không giống nhau những cái doanh nghiệp. Dạ, thời điểm cũng giống nhau luôn, triển khai nó từng năm khác nhau luôn. Rồi bây giờ khi mà ta phân tích một cái dự án đầu tư về công nghệ thông tin, có nghĩa là mình bỏ tiền ra để mình làm những cái hệ thống phần mềm đó, thì một doanh nghiệp thường thường ta phải thẩm định. Dạ đúng không? Thẩm định tức là bỏ tiền đó, có nên bỏ tiền đó đáng không để mình đầu tư cho hệ thống công nghệ tin. Nhiều khi nó mắc quá là sao, đúng không? Kêu giá cao quá, đúng không? Dạ. Vừa rồi ví dụ ở xưa thành phố Hồ Chí Minh thấy có một anh bên chỗ sở công thương làm cái chỗ mẫu phần mềm mà đánh giá phân tích cái môi trường doanh nghiệp đó, nói chung là một dạng dùng cái môi trường số để phân tích khách hàng, dùng mạng xã hội cái kiểu á. Thì cái đơn vị kia đó yêu là để làm được cái đó, quản lý được các kết nối mạng lưới doanh nghiệp á, thì nó đề cập cái giá là 10 tỷ.
10 tỷ cho phần mềm đó thì bắt đầu mình thấy ngán. Dạ đúng không? Thế thì ta hỏi chứ là có cơ sở nào để mình ước lượng được là với cái 10 tỷ bỏ ra có đáng hay không? Vậy đem về nó có đạt được là khoảng 10 tỷ đó, 10 tỷ đó không lấy một thứ lấy về. À, ta nói doanh nghiệp cạnh tranh đài hoài nha, chứ không có rửa tiền nha, ta nói rửa tiền còn gì đó. Còn chị là sòng phẳng, bây giờ có nên không nên cho một dự án với cái phí đó? Thì chị cũng thấy thế này, khi mình đầu tư cho dự án gì á thì dễ quyết định lắm, nhưng mà đầu tư cho dự án công nghệ tin nhất là phần mềm khó, khó hình dung cái giá của nó. Dạ, phần cứng thì còn dễ, phần cứng nhìn vô là cái máy đó 10 triệu ví dụ, kê lên 20 triệu bình thường chả gì nói lên. Nhưng phần mềm nói 10 tỷ hay 100 tỷ hay 1000 tỷ không biết, không hình dung được. Vì vậy thì những cái em công nghệ tin á khó thẩm định, khó nghiệm thu luôn. Và nhiều khi là tới rất nhiều cuộc họp mới quyết được là có nên đầu tư cho nó không. Dạ, thì mình cũng có rất nhiều cái dự án công nghệ tin ở tầm quốc gia đó mà bị gọi là tham nhũng á. Cái gì nhớ đề án 112, đề án 112 tinh học hóa cải cách hành chính và dùng công nghệ tin. Thật ra cái giai đoạn năm 2000 ta cũng muốn chính phủ điện tử rồi, chứ phải giờ có muốn. Thì thông qua đề án 112 ta muốn chính phủ điện tử lúc đó. Cái đề án 112 có hai giai đoạn, 2000 2 đến 5 giai đoạn 1, 2005 2010 giai đoạn 2. Nhưng mà đến cuối 2005 chưa hết giai đoạn 1 buộc phải ngừng lại. Buộc phải ngừng lại vì do là nó tốn ngân sách nhà nước lúc đó 2 đến 5 là 3.800 tỷ cho cái dự án về công nghệ tin ở Việt Nam. Thì các chị thấy là nó bị sao? Cái đề án này nó hướng đến là hành chính hóa, tức là dùng công nghệ tin để mình hỗ trợ cái công tác giảm chấm thôi, từ trung ương địa phương luôn. Như vậy thì nó đầu tư máy tính phần cứng, nó mua phần mềm và nó đào tạo cho cán bộ ở các địa phương đó có thể sử dụng được công nghệ tin để đáp ứng được cái dịch vụ hành chính ấy. Thì cuối cùng là phần cứng thì nó gây lên cấp 2, cấp 3 này. Còn người mà đi đào tạo, tức là anh mà cán bộ phường xã để đào tạo á, thì cái giá mà đào tạo lúc thời điểm khoảng năm 2000 á thì cao lắm là 500.000 để cho một người để có thể sử dụng cái công tin ở mức độ là phục vụ cho công tác quản lý thôi. Nhưng mà anh kê lên cái giá là gấp 5 lần, tức là kê lên một người đi học là 2.500.000. Dạ, giống như của mình đi học kê lên giá nhiều không? Không quan tâm hả? Tại nên quan tiền mình đâu. Tôi mà hỏi gì kê lên giá người học bao nhiêu, đào tạo lớp này nhiêu người, không biết luôn hả? Dạ. Chỉ biết đi học thôi đúng không? Còn nếu mà con không đạt thì sao? Có cơ chế không? Học lại ha, học lại đóng tiền không? Học lại có đóng tiền không? Hay học lại đi chứ nữa? Đúng không? Cái chuyện này tôi biết mình lo, mình đâu có lo. Và từ đó ra thì họ kê lên cái giá cho một người học tự học cơ bản lúc đó là 5 lần. Rồi về phần mềm quản lý thì không có cái công ty nào mà tên tuổi Việt Nam mình trúng thầu ở đây đó. Chỉ có cái công ty con của mấy cái anh mà làm sếp của dự án đó là mới trúng thầu vô cái phần mềm đó kê đi đâu. Đúng không? Cũng kê lên là nghiệm thu các kiểu đó. Cuối cùng là nguyên một cái dự án của chính phủ để 12 không có thực hành được, lãng phí rồi tốn kém nhiều thứ lắm, rồi tới mấy anh phải đi tù luôn tại vì tham nhũng. Đó, thì trong đề án đó chúng ta thấy là có một anh cũng một anh từ bên business, tức là anh từ chỗ hành chính á làm trưởng đề án. Còn bên IT cũng giống mình trình bày sáng á là cho anh bên business đó là nhiệm vụ là trưởng đề án, còn cái bên anh IT là phó đề án, ông trưởng đề án á là phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ, ông Vũ Đình Hùng á là trưởng đề án 12. Còn ông phó là ở bên bộ thông tin truyền thông qua IT qua là phó nha, đó thất bại. Cho nên các chị xem lại về business làm lãnh đạo hay là IT làm lãnh đạo cái dự án đó. Nhưng mà đây cái câu chuyện này không phải cái là ví dụ nhỏ nhỏ thôi, chứ không phải là nói chuyện là à business làm là thất bại, không phải vậy. Nhưng mà chị thấy là cái ta đang đề cập đây là cái giá của những cái đề án đó, tức là thẩm định nó như thế nào cho phù hợp. Và cái số tiền bỏ ra đó với lại cái lĩnh tăng lại thì cái công nghệ tin nó tương đối là hơi phức tạp, khó hình dung. Thì của mình là chính phủ Việt Nam mình, tức là mỗi cuộc cách mạng công nghiệp nó có một cái sai lầm,
ba chấm là ta có bị sai lầm của giảng 12, rồi bốn chấm là chỉ bị sai lầm là cái smart city, thành phố thông minh. Anh chị nghe thấy không? Thành phố Hồ Chí Minh cũng là muốn có đẻ là thành phố thông minh, rồi Hà Nội cũng bắt chước là có đẻ thành phố thông minh, thì Đà Nẵng cũng có luôn thành phố thông minh smart city đó. Cái này mà ông nào mà chỉ cần trúng thầu vô cái đề án mà liên quan đến cái phần cứng này, tại vì cái công cái chỗ smart city á, nó đòi hỏi các cái công nghệ nữa mà nó liên thông minh nữa, tức là đầu tiên phải thiết bị phần cứng thông minh cái đã, rồi các phần mềm giải pháp, rồi cái những cái trung tâm tính toán lưu trữ xử lý, nội trong cái bộ cái phần là phần cứng thôi đó, mà đầu tư vô thay đổi hết các cái công nghệ mà giải thông minh là cũng bộ tiền đó. Dạ, anh nào mà trúng được cái thầu như cái đó là nó, hoặc anh nào quyết định cái đó là coi như chắc sống cả đời sướng luôn, khỏe luôn anh. Dạ đó, tôi nói như vậy. Tại vì cái đầu tư này rất hơi phức tạp chút xíu. Thế thì người ta hỏi như thế thì có cách nào để ta thẩm định hay không? Thì ta phải đưa cái bài toán nó về bài toán lợi ích và chi phí thôi. Tức là cố gắng đưa cái đầu tư công nghệ thông tin về cái lợi ích và chi phí. Thì trong đó có những cái thì dễ tính, như là những cái mô hình dễ tính, nhưng có những cái là vô hình, rất khó mà định lượng được là cái giá trị nó mang lại. Dạ đúng không? Thì ở đây nó có một cái ví dụ nhỏ nhỏ thôi, tức là dùng cái MVP tính này. Các chị học xong không thì chính ta biết thẩm định cái đó, ta dùng cái cầu đo thì chính ta làm. Thì cái công ty này nó đang xây dựng một cái hệ thống đánh giá nhân sự, nó giống như cái KPI của mình á. Của mình kiểm tra KPI chưa? Kiểm tra hệ thống KPI chưa? Năm ngoái đánh giá chưa? Năm ngoái đánh chưa? À, cuối năm nay mới đánh, à, vừa rồi đánh nửa năm. Dạ. Sang năm, từ cuối năm nay đánh chưa hay là sang năm? Cuối năm nay mới đánh. Đánh cho cái năm 2018 chứ. Đang xây dựng anh. Ủa trong miền Nam họ làm thông tin hết tư ấy. Dạ, còn mình làm riêng cái hả? Cái thay đo cũng riêng luôn. Cái bộ tiêu chí là làm riêng luôn. À, gửi lên của mình và tổng hợp lại ra tiêu chí cho toàn bộ. Dạ. Không phù hợp. Dạ. Dạ, tới năm ngoái rồi em bắt đầu chuyển trong năm nay. À, 2018 chứ đúng không? Dạ. À, dạ, cảm ơn anh. Vậy thì cái công ty này cũng vậy luôn, nó đã có một cái hệ thống đánh giá nhân sự. Thì họ đầu tư vô thì họ mới xem coi là năm 1 bỏ tiền nhiều, rồi mình tiết kiệm được nhiều. Ví dụ như đánh giá này thì ngày xưa đánh giá của mình là cảm tính. Dạ đúng không ạ? Cảm tính cho mình để cho các anh mà lãnh đạo quyết là ông nào là ABCD gì các kiểu đúng không? Hoặc là cái đơn vị nào mà có cái hệ thống mà đánh bằng giấy rồi các kiểu đó, thì là tổng hợp lại. Chứ mà các chị viết tắt môn học các kiểu đó, giờ là online nhưng mà ngày xưa là đánh thì sẽ tổng hợp lại. Thì tốn rất nhiều công tác đó, rồi còn hồi họp các kiểu nữa, không dễ tính tốn kém. Vì vậy thì công ty này nó có một cái đề án đó là xây dựng cái hệ thống đánh giá nhân sự luôn. Thì họ quy về là đầu tư bao nhiêu, mua dữ liệu sao, phần cứng, phần mềm các kiểu, rồi lợi ích đạt được là gì. Thì từ cái lợi ích ở đây nó đưa về là nhân sự lên. Thế để làm công tác đó thì sẽ tốn bao nhiêu người, bây giờ là tiết kiệm được bao nhiêu người, thì với cái tiết kiệm đó chính là cái lợi ích. Dạ đúng không? Bây giờ ngày xưa là phải 10 người, bây giờ còn có 2 người, thì như vậy thì từ 8 người ra thì tính lương của người tháng đó chính là cái lợi ích đúng không? Thì họ quy về cách như vậy, có nghĩa cách thức để mình đo thôi. Chứ thời gian thì đo sâu hơn thì ta không có thể có phương án đo, ví dụ như cái người ta có hài lòng cho mẹ hay không thì rất khó, rồi cái mức độ sử dụng có dễ không nữa, rồi các kiểu. Thì nó đưa về một cái bài toán về tài chính thì phải chạy ra con số, dĩ nhiên con số này nó lớn không thì mới lời lỗ á, thì mới quyết định là đầu tư cho dự án này. Vì vậy đây chính là cơ sở để ta thẩm định, thường thường là quy về bài toán tài chính, quy về các đầu tư tài chính. Và chúng ta không có thẩm định ở cái yếu tố khác, ví dụ về con người hoặc là về môi trường kinh tế xã hội gì, tại vì hệ thống thông tin nằm trong mỗi đơn vị không có. Nhưng mà cái đề án thông tin mà đem ở mức độ toàn xã hội đó
thì nó phải liên quan đến một vài thứ thì cần phải thẩm định, ví dụ yếu tố về kinh tế chính trị đó cũng cần thẩm định luôn. Dạ rồi. Rồi bây giờ thì ai sẽ là người làm những cái hệ thống công nghệ tin ha? Thì chắc chắn trực tiếp là chính là chúng mình công ty công nghệ tin và những người triển khai và những đang lên công ban công nghệ tin. Thì người ta chia ra làm bốn nhóm. Thứ nhất là nhóm về phát triển. Phát triển thì có những người tư vấn cũng có nè. Ví dụ như hệ thống EV ta là trước khi mà mình triển khai đó, chắc chắn sẽ có người tư vấn bên ngoài. Hoặc là những người phân tích, những người lập trình, đó là những người phát triển. Thứ hai đó là những người bảo trì, tức là cái hệ thống mình được đưa vào vận hành đó, thì phải có kiểm soát, có bảo trì, như người bảo trì quét, bảo trì cái dữ liệu nè, những người kiểm soát về hệ thống, về kiểm toán, auditor. Rồi nhóm thứ ba là nhóm quản lý cái dự án, hoặc là một cái anh cũng mới xuất hiện thôi, đó là ông CIO. Ta quen cái ông CEO rồi đúng không? Ta cũng quen ông CFO luôn. Cái từ bây giờ nó có cái ông là CIO. Dạ. Đây. Thế thì hỏi CIO là ông nào? Có bốn ông liên quan đến một cái đề án công nghệ tin trong một doanh nghiệp. Dạ. Cái ông mà quyết định tối thượng thì dĩ nhiên là rõ rồi, ông này là quyền tối thượng, quyền quyết định. Cái ông tham mưu về chuyên môn, về IT thì cái ông này có tên là ông CIO, Chief Information Officer. Cái chức danh này thì nó có mặt ở trên thế giới này năm 1994 ở Mỹ. Chức danh này có mặt ở Mỹ vào năm 1994. Ở Việt Nam mình thì sau năm 2000 thì nó mới thừa nhận chức danh ông CIO. Dạ, thì bởi lẽ là cái vai trò của ông này là thứ nhất là chuyên môn là quản lý về IT. Thứ hai là ông này phải tham gia vào định hướng cái chiến lược IT cho một doanh nghiệp. Cái này mới có định hướng chiến lược rồi đề xuất cái khả năng cung ứng về IT cho một doanh nghiệp nó mới khó. Còn nếu bạn là quản lý phòng công nghệ tin thì dễ, quản lý nguyên cái ban công nghệ tin thì dễ, nhưng vấn đề là định hướng cho doanh nghiệp này, tham mưu doanh nghiệp mình xài cái gì, cái này mới khó. Cho nên cái ông IT mà muốn lên làm lãnh đạo về IT thì phải đi học business chắc chắn để anh hiểu được cái câu chuyện của business để phục vụ cho tốt hơn. Dạ đúng không? Ta cần ông CEO này thật sự là cần này. Nhưng mà ở Việt Nam mình cũng không có anh nào, nói chung là không nhiều anh mà đủ được cái tầm gọi là CEO của doanh nghiệp. Đa phần ta bóc từ ông trưởng phòng nguyện tin lên làm đủ mọi thứ. Nhưng mà đã nói IT mà không có business thì thôi, là chúng ta không thể nhìn thấy được cái câu chuyện. Còn cảm thì không có thông tin trong quản lý đúng không? Nên buộc lòng là anh IT á muốn lên làm lãnh đạo IT thì phải không có cái học business. Ở trong doanh nghiệp á thì ta hay giao cho anh phó làm, tức là gì, phó tổng giám đốc phụ trách về công nghệ thông tin. Dạ đúng không? Cho anh Đức đúng không? Anh Nguyễn Đức đúng không? Nguyễn Đức là phó tổng miền Trung đúng không? Là anh đã phụ trách về IT luôn. Đó là anh đó, nếu đã đạt tầm việc chính chính thì anh là về CEO đó, là phải vừa business mà vừa về IT luôn. Nó phải hiểu được cái câu chuyện của IT, hiểu được mọi bước của các business để tạo phục vụ để tốt cái business đó. Dạ, cho nên rất khó nha chị anh. Thì để có thể đạt được một cái trình độ có thể là vừa quản lý mà vừa định hướng chiến lược. Còn cái ông CFO chắc chắn là liên quan tài chính rồi, cái công việc liên quan tài chính. Và ông COO đó là ông này nè, ông liên quan đến tác nghiệp, trưởng các phòng ban liên quan đến nghiệp vụ, nó gọi là chung á, gọi chung là COO. Được. Thì biết đâu trong ông này có một ông nào mà nó nổi trội thì tách ra một cái định hướng mới. Ví dụ CMO là trưởng phòng marketing cái hàng vậy đúng không? Rồi tách ra thêm nữa nếu cái nghề nghiệp nó phát triển. Còn cái ông COO, CCIO là liên quan đến công nghệ thông tin. Thì trong thẩm định một đề án công nghệ thông tin mình chắc chắn là phải có bốn ông này xuất hiện. Một ông là quyết định tối thượng, một ông thì coi tiền có đủ không, tại vì mình đâu phải tất cả tối ngày chỉ có lo công nghệ thông tin mà còn lo chuyện khác nữa chứ, tiền bạc mình còn lo gì khác nữa, chứ đâu tối ngày công nghệ thông tin không, công nghệ thông tin không, đúng không? Doanh nghiệp còn rất nhiều mối quan tâm còn nhiều hoạt động khác. Rồi cái ông CEO là cái ông thụ hưởng tức là sản phẩm công nghệ thông tin làm ra thì mấy ông này xài nè, còn ông IT ông cung cấp vậy chứ ông đâu có xài khi thuận thế đó. Thì về bốn mặt bốn con người này trong quá trình thẩm định một cái đề án công nghệ thông tin
đó, tại vì thấy nó phải bài bản là như vậy. Rồi bây giờ đến cái phần cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ trình bày về cái xu hướng công nghệ phục vụ cho công tác quản lý. Thì nói chuyện như trình bày sáng giờ, các chị thấy là cái việc mà mình cập nhật những hệ thống công nghệ tin, cái việc mình nghiên cứu những giải pháp công nghệ để phục vụ cho quản lý, thì nó buộc lòng các doanh nghiệp phải là tìm kiếm, và cái quá trình nó diễn ra một cách là mạnh mẽ, nhất là trong cái giai đoạn hiện nay chuẩn bị cho cái môi trường số mới á, công nghệ tin nó đã giai đoạn ra qua giai đoạn mới rồi. Thành thử ra cái doanh nghiệp mình cũng cần phải tìm cách để mình khai thác để ứng dụng công nghệ tin vào trong quản lý. Thì anh chị thấy ý là nó có bốn cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là vào những năm 1980 đến 90 á, thì cái thời này là chúng ta tập trung vô là phát triển những cái ứng dụng trên một cái máy đơn, đúng không ạ? Chúng ta tập trung vô xử lý trên cái năng lực của cái máy tính. Cái giai đoạn từ năm 90 tính đến năm 2000 á, thì người ta nghĩ rằng không nên để cho một cái máy tính nó làm hết tất cả, và cái công nghệ làm máy tính thời điểm này cũng không có đạt được trình độ tới tới đó là hết rồi. Tức là công nghệ về phân cứng nó bỏ ngoài này, nên ta mới nói về liên minh các hệ thống máy tính lại với nhau và ta xây dựng cái ứng dụng trên nó, tức là mạng nội bộ, mạng LAN. Đến năm 2000 đến 2010 đó, đây là thời kỳ phát triển của internet và web, cho nên lĩnh vực về thương mại điện tử hoặc là xây dựng các hệ thống dựa trên nền web chúng ta đã phát triển. Việt Nam mình gia nhập thế giới internet vào năm nào? Chính thức mình bước vào ngôi nhà internet năm nào ạ? 1997. Dạ đúng không ạ? Thì với sự phát triển của internet, nó lại tạo ra những cái sản phẩm công nghệ mà hiện nay đang ứng dụng nhiều trong vấn đề về trong nhất là công tác về quản lý. Từ năm 2000 trở về sau này, nó có bốn cái xu hướng công nghệ, một cái tắt của bốn cái từ nè: social, mobility, với lại analytics và cái cloud. Thì social là cái gì? Social chính là social media, tức là những cái phương tiện xã hội, những cái ứng dụng công nghệ mà hiện nay chúng ta đang xài. Và tôi dám chắc là ở đây các chị xài ít nhất hai cái. Cái nào ạ? Cái nào? Chắc chắn là hai cái là cái nào? Cái Google, Facebook. Anh ơi, cái thứ ba là cái gì? Cái thứ ba không có đường đây, Zalo. Zalo của Việt Nam, đúng không? Cái thứ ba cái Zalo đó. Thì những cái thứ này nó gọi là những cái phương tiện về xã hội. Và chúng ta lên đây vì lý do gì? Tại sao ta sử dụng cái môi trường này? Dạ, giờ mình chỉ nói riêng chỗ là Facebook đi. Cái gì chúng làm gì? Dạ, làm gì? Tìm bạn bốn phương. Tìm bạn bốn phương, đúng không ạ? Dạ. Sống ảo. Rồi sống ảo đó. Rồi mình gọi là thả tính. Chị thả tính không? Thả tính. Thả tính. Lai dạo. Lai dạo. Rồi nó còn có một lai đó, gọi là lai xã giao. Cái gì là xã giao? Cái gì thì tưởng tượng rằng á, mình post một cái bài feeling cảm nhận của mình á lên Facebook á, xung quanh mình á không ai like, không ai share gì đâu, không ai comment gì đâu, buồn không? Buồn không? Dạ buồn không? Buồn quá đúng không? Tại vì đâu biết mình ăn ở sao, tự nhiên xung quanh mình nó xa lắm, không biết chỉ cho mình á, đúng không? Rất buồn đúng không? Trong không gian số này là rất buồn, chỗ là đưa thông tin lên bấm ai xem có like đấy, bắt đầu mình ngồi coi coi em kiếm bao nhiêu người like đó, đúng không? Coi coi cái ông nào đã đọc gì, lâu lâu mình đã đánh vào đâu coi là cái tin này mình đưa lên đó, thì coi có bao nhiêu like, đứa nào like, ai nào là gì nữa đó, và comment gì đó nữa, ngồi xem từ cá vậy đó. Thì nó coi là like dạo, đó là sao? Tức là ông này đưa thông tin lên thì ông kia like dùm cái, không biết nội dung,
rồi bắt đầu bạn bè mình đưa thông tin lên cái mình like, rồi mình lên thông tin thì bạn bè mình like, là dạo á, là lại xã giao á. Thì cái gì đấy là bây giờ qua cái động cơ tìm kiếm Google đi, mình thử mình làm một cái động tác này, mình nhập họ tên của mình trên Google, cái mình bấm nút tìm kiếm cái có ra không, có kết quả không? Thử nhập họ tên mình lên trên Google có ra gì không? Có, ra người cùng tên, có ra người cùng tên với mình, đúng không? Thì cái gì thử thì cho xem bây giờ về phía doanh nghiệp. Bây giờ giả sử như tôi đứng ra tôi kinh doanh một sản phẩm, nhiều sản phẩm laptop đi, thì khách hàng tìm tôi là tìm từ quá là laptop, vì mua laptop giá rẻ bằng laptop ở đâu nữa, thế là sợ ra. Thì tôi cũng là bán laptop, nhưng mà xung quanh tôi có đến chục ngàn cái công ty cũng bán laptop luôn. Như vậy thì ra kết quả này tôi cũng có luôn, nhưng mà tôi nằm ở trang số 18. Có khách hàng nằm ở, nó đã đến mức mà nó chọn trang 18, nó tìm tôi không? Không, bao giờ nó cũng tìm cái người mở những trang đầu tiên, đúng không ạ? Thì điều này thể hiện gì? Là cái thương hiệu của cái doanh nghiệp trên cái không gian số này. Như vậy thì làm sao để mình tăng thứ hạng lên, sẽ làm sao anh phải từ trang 18 này anh lên là tệ lắm là trang thứ 2 hoặc là cuối trang thứ nhất, đúng không? Thì giờ làm sao để có thông tin đó, để có được cái tăng thứ hạng lên? Dạ, giờ sao? Mà giờ cái này là doanh nghiệp muốn, tại vì đang trong cái môi trường số này thì tất yếu là doanh nghiệp phải quan tâm đến môi trường số. Giờ sao để tăng thứ hạng lên? Phải tích cực hoạt động. Dạ đúng không? Phải viết bài của báo chí, đều phải viết bài cho ta là hoạt động thì nó có mặt trên không gian số, thì động cơ tìm kiếm nó mới nhận dạng ra. Còn không thì mình phải dùng những cái kỹ thuật, ví dụ như SEO, anh đang làm bên công nghệ tại dùng cái từ SEO, SEO á, SEO tức là Search Engine và Optimization tức là dạng ưu hóa động cơ tìm kiếm. Thì cách nào đó để mình đẩy cái từ khóa lên để cho nó tìm ra, nhận dạng ra mình. Còn mấy cái ca sĩ người mẫu thì họ chọn cách khác, tạo ra scan, đúng không? Canada thì đó, thì bắt đầu là phát ngôn cái gì á, cứ nói tào lao cái đó, thì ai cũng thấy đúng sai sai kệ đó. Ví dụ như mới chia tay với đại gia nào đó cũng đưa lên, đúng không? Rồi người thứ ba xen vào cũng đưa lên. Rồi bữa nào buồn quá mới chụp một cái bộ ảnh bảo tồn thiên nhiên đưa lên, đúng không? Gì được tình cốc gì đó kiểu dạng dạng vậy đưa lên. Bắt đầu là các con kiến ăn theo, đúng không? Nó biết về nó, biết về cái xe và nó tạo ra được là có mặt lan tỏa trên không gian số này, thì anh làm cho tìm kiếm Google anh nó tìm ra. Như vậy doanh nghiệp nào hiện nay thấy là cái kênh thông tin của mình là phải có mặt ở trên Google, cho nên là doanh nghiệp mình trước đây có một trang web chính thống, thì bây giờ là doanh nghiệp ít nhất phải có một fanpage trên Facebook, dạ đúng không? Bắt buộc phải có, thì nó mới đem thông tin đến, nó lan tỏa hơn nhiều nữa. Cho nên là doanh nghiệp mình đang quan tâm đến cái môi trường số này, về tại vì nó phát triển và số người đi động ngày càng tăng. À, thì chính vì nó phát triển và hiện nay nhà nước mình muốn kiểm soát cái ông này, luật an ninh mạng ra đời. Để gì hả? Kiểm soát những cái ông này nè. Tại vì trên đó là ta tự do, ta muốn nói gì ta nói, ta phát biểu gì ta phát biểu, đúng không? Cho nên nói là bây giờ muốn kiểm soát cái không gian này để cho có thể mình xóa một cái user nào mà đang nói bậy bạ gì đó, đang phản động các kiểu gì đó, đúng không? Hoặc là mình chỉ thích một thông tin cũng hay mình xóa hẳn user đó luôn. Cho nên mình muốn kiểm soát cái data của nó, đúng không? Thì bắt nó kéo về để mình quản lý nó, là dịch may về kéo đám may về các kiểu đó. Thật ra đó chính là gì? Là muốn kiểm soát, có khả năng để kiểm soát cái không gian này, cái dữ liệu của nó, để mình yêu cầu để mình xóa một người đó, tại đang có một tự do nằm bên ngoài mà sao mình kiểm soát được. Cho nên thành thử ra muốn có quyền kiểm soát đó, cho nên cái luật này ra đời để nó có thể là giúp cho nhà nước có thể quản lý được tốt hơn. À, muốn như vậy đó. Thật ra bên nước ngoài đó, thì họ có những cái hệ thống riêng của họ, ví dụ Trung Quốc họ đâu xài mấy cái Facebook rồi các kiểu đâu, họ xài cái hệ thống riêng của họ, đúng không? Đó, như vậy còn mình đó, do mình phụ thuộc quá, tại vì ở Việt Nam mình
đính qua đích lại chỉ có trong Zalo là xài được nè, rồi hết rồi bạn xài được. Các anh chị thấy là cái mạng xã hội tại sao tôi chọn dùng Facebook? Trước đây Google nó có mạng xã hội không, nhưng đâu ai xài đâu, nó cũng tương đối lớn đấy. Google cộng, Google Plus, cái Google đâu ai xài đâu, chúng ta vẫn chọn là xài Facebook. Dạ đúng không? Tại vì mọi người đang phụ thuộc vào không gian này và rất nhiều hoạt động diễn ra trên đây, kể cả giải trí rồi trao đổi bàn luận rồi vấn đề về mua sắm rồi các kiểu thương mại điện tử nó cũng dùng trên đây luôn. Đó, cho nên mình muốn khống chế không gian này chặn lại một xíu. Thứ hai đó là M là mobility, tức là di động. Di động ở đây đề cập đến các ứng dụng di động. Thì bây giờ ta đã trải qua ba giai đoạn rồi. Giai đoạn thứ nhất đó, là cái gì đấy, là những ứng dụng đó nó được xây dựng trên cái desktop, trên máy tính cơ ở trong công ty đó. Cái thời này cách đây 20-30 năm rồi. Cái thời thứ hai cách đây khoảng 10 năm đó là ứng dụng web, tức là mình xây dựng trang web để mình quản lý luôn. Và thời nay là ứng dụng di động. Tại sao như vậy? Tại vì tất cả chúng ta hiện nay đều có khả năng sở hữu một cái smartphone và có khả năng ta tương tác trực tiếp lên trên cái hệ thống smartphone này nó cách dễ dàng hơn trong công việc luôn. Và nó có mặt ở mình thì nó liên tục, tức là nó có 24/24 luôn. Chứ cái tên gì để ý là cái thời đây mà anh làm sale á, anh sale tức là anh bán hàng đó, thì thường thường anh gặp khách hàng ở quán cà phê không. Thì cách đây 20-30 năm á, thì cái công việc của ảnh là cứ ghi chép lại, sau đó là ảnh về cái máy tính ảnh trong công ty mình nhập được dữ liệu rồi. Cái thời gian thứ hai á, là công ty xây dựng trên trang web luôn, tức là không có về nữa mà ảnh đưa dữ liệu mở trang web lên, ảnh đưa dữ liệu về công ty luôn. Nhưng mà giai đoạn thứ ba là khỏi cần web gì hết, làm được cái app ứng dụng di động, ổng có thể tương tác, ổng làm các kiểu luôn và ổng đưa dữ liệu về trong doanh nghiệp luôn. Có nghĩa là ổng không cần phải là ngồi dậy mở cái máy tính lên, mở trang web lên rồi truy xuất rồi nhập liệu vô, mà ổng dùng app ổng làm luôn. Thì cái app nó tiện lợi, app là đó, ổng ngồi đâu làm được, ổng nằm cũng làm được luôn. Cái gì biết công việc chỉ nằm làm được đúng không ạ? Có nói người ta nói vui là app ra đời là đổi tư thế làm việc luôn, thay vì ngồi dậy làm việc bây giờ mình nằm mình làm việc cũng được. Dạ, nó tiện lợi đúng không? Cái giờ là một sự rất là vui, xin lỗi anh chị, mình vô toilet mình cũng làm việc được với điện thoại di động. Dạ đúng không? Nó tạo ra cái tiện lợi đó. Và hiện nay thấy là ngày càng gia tăng cái việc phát triển cái ứng dụng di động. Dạ, đó là thế hệ thứ ba rồi. Cái gì đấy, cái mobile đó, nó phát triển, nó tương lai của mobile đó. Thứ ba đó là cái analytics, tức là gì, là phân tích dữ liệu, mà đặc biệt dữ liệu của mình là dữ liệu càng ngày càng lớn và người ta muốn biết trong đó dữ liệu đó có gì. À, thì đây là một cái lĩnh vực mới xuất hiện, cũng mới lắm mà nó trên ứng dụng đó là ta xem còn dữ liệu. Thì cái dữ liệu này nó càng ngày càng lớn thì cũng là các doanh nghiệp mình cần phải quan tâm đến cái đó phân tích để mình tìm ra cái insight, tức là cái hành vi, cái thói quen ở bên trong đống dữ liệu đó. Dạ được rồi. Thì hiện nay ta thấy là những cái trang ví dụ Facebook á, thì họ cho phép cái bên thứ ba thu thập cái data về để phân tích, để đánh giá xem cái tình hình, cái nhu cầu, thói quen mua sắm của những người mà đang sử dụng Facebook như thế nào. Tức là hiểu là cái gọi là customer insight. Cho nên cái nhu cầu của doanh nghiệp hiện nay là cần cái đó. Trong một cái khoảng thời gian thì doanh nghiệp mình hoạt động và để lại cái data trong cái dữ liệu của hệ thống thông tin, thì một ngày nào đó là doanh nghiệp mình cần phân tích dự báo trên dữ liệu này, thì đem lại giá trị rất lớn cho ví dụ các anh nào hiện nay mà làm trên mình thường về khách hàng á, về CM á, thì ta hay lấy cái data từ CM và phân tích để mình đánh giá cái nhu cầu, cái thói quen của khách hàng đó, hoặc là cái phân khúc khách hàng gì lên data đó. Ví dụ chỉ cần trả lời được trong đống dữ liệu đó, khách hàng là nam thích cái món gì, khách hàng là nữ thích cái món gì, ví dụ xe hơi đi, nam thường đi là xe hơi gì thích trong thị trường đó, đúng không? Để bây giờ để phân khúc khách hàng, để ta quảng cáo, để ta không có tốn kém cái chi phí về bảo quản sản phẩm đó nữa, tại vì điểm nhập hàng đó về đỡ tốn đi, chỉ được không? Cho nên làm cái chuyện hiện nay cái câu chuyện mình là cái data, cái môi trường số đây là cái data. Môi trường số ở đây thì bao gồm hai thứ là bên trong nội bộ doanh nghiệp mình
cũng như là bên ngoài đó, thì được mua CS. Như vậy để là cái data các doanh nghiệp mình có nhu cầu đi phân tích cái data đó, nó gọi là analytics. Từ cái data này nó tạo ra một cái thứ đó là cái BI, tức là business intelligence. Thì cái này chính là doanh nghiệp mình đang cần đến đó, đi hiểu cái dữ liệu trong một doanh nghiệp mình để từ đó mình ra quyết định nó mang tính thông minh hơn, nó gọi là business intelligence. Đó là lý do tại sao chúng ta đang tìm cách để mình nối kết các phần mềm lại để có được cái data. Thì cái data này thì trước mắt ta làm report cho lãnh đạo thôi, nhưng về sau này data này giúp thì mình phân tích trong đó được để mình dự báo xu hướng trong data đó. Dạ, thì chung quy lại cái này gọi là cái business intelligence. Nhưng mà ta làm bước một thôi, mấy anh bên IT đang làm bước một thôi, là tìm cách nối cái hệ thống tin đó lại để cái data. Tức là nó không thay đổi lớn gì trong vận hành ở trên, chỉ cái điều là nó mở rộng cho data nó về để tạo ra báo cáo rồi reporting. Thì điều reporting là cái mức cơ bản nhất của cái business intelligence. Cái cao hơn của business intelligence là tức là cái insight, cái phân tích, cái tương quan và dự báo và mô phỏng trên đống dữ liệu đó. Dạ, dạ đúng không? Tương lai cái BI đó là như vậy, cái BI mà còn reporting thì quá dễ cho mình. Mình chỉ cần có được cái nguồn data là mình reporting lên được. Nhưng vấn đề là để insight nó, tức là phân tích tương quan bên trong đó, gọi là analytics, thì chưa làm được. Tại vì phải có nhu cầu phân tích và phải có một chuyên gia biết về các mô hình phân tích. Thường thường nó sẽ chạy đến thống kê thôi, thống kê tương quan về các kiểu á. Và ta có một lĩnh vực đó là chính là data mining, nó gọi là khai thác dữ liệu trên cái nguồn data lớn ấy, nó gọi là data mining. Thì data mining là gì? Data mining tức là từ đóng data mà gọi là vô tri vô giác á, nó đưa cái thuật toán vô, nó chạy ra, nó đưa ra được kiến thức mới, tức là cái quy tắc gì trong đóng dữ liệu đó, nó liên quan quy tắc khách hàng hoặc là quy tắc về nhân viên có cái quan tâm gì trong đóng dữ liệu đó. Nha, các chị thấy là đó là một trong những cái mà hướng đến của doanh nghiệp là cái business intelligence. Rồi, cuối cùng cloud computing thì quá rõ đúng không ạ? Điện toán đám mây. Thì điện toán đám mây thì chúng ta trước đây thì cái từ này rất khó hình dung, tại vì nó chưa ra được sản phẩm công nghệ, mình chưa sử dụng mình không biết. Bây giờ các chị thấy đa phần cái mình xài iPhone, cái iPhone nó có cái gì ạ? Cloud, iCloud. Dạ được không ạ? Tại sao có iCloud? Tại sao có iCloud? Bây giờ các chị thấy là cái iPhone nào từ 32GB mà lên 64GB, cái iPhone nó đâu có thể mở rộng nó được. Nếu ta xài cái Samsung thì mình còn cái chỗ mình gắn cái khe mở rộng, cái đại nhớ mở rộng á vô. Bây giờ iPhone nó đang là 32, mình lên 64 lên cách nào? Đổi mới đúng không? Bỏ cái cũ đổi cái mới, tại vì phần cứng nó vậy thôi, nó chỉ cho mình phép gì đó rồi không mở rộng được, thì người ta mới chọn giải pháp là iCloud, tức là mình sẽ lưu trữ data này trên một cái máy tính nào đó, mình không cần biết máy tính ở đâu, miễn là nó cung cấp cho mình dịch vụ đó, đúng không? Mình bỏ đâu cũng được hết cái gì ha. Thì quay trở lại đấy, tại sao phải là cloud? Vì thấy là giờ nè, khi ta đầu tư cho một nhóm công nghệ tin, các anh chị phải mua phần cứng, tức là mua cái máy con để cho nhân viên xài này. Rồi cái máy con đó phải có phần mềm hỗ trợ, rồi các anh chị phải có cái data, đúng không ạ? Dữ liệu doanh nghiệp thì data phải có cái server chạy 24 liên tục. Như vậy cái server đó phải sao? Phải mạnh hơn cái máy thường rất nhiều, to tốn kém cho nó. Nhưng mà cái máy server này nó chạy ở đâu? Phải đặt ở trong cái môi trường gì vậy? Phải có cái máy lạnh cho nó, đúng không ạ? Tốn cho cái máy lạnh, tốn một công IT để chăm lo cho cái server đó. Dạ đúng rồi. Như vậy tính tổng cộng để ta đầu tư cho một hệ thống công nghệ thông tin và tốn kém tiền nhiều rồi, thì cái sự phát triển của viễn thông nó đạt được một trình độ nhất định, có nghĩa là ta có thể không cần cái server đó, đúng không ạ? Ta không cần mua server đó, ta không cần công IT, ta không có cần phải có cái máy lạnh cho nó, ta không cần mà ta bỏ cái dữ liệu trên tao hay cloud á chị ạ. Thì cái cloud này thì nó kết nối thông qua cái môi trường internet. Như vậy thì chúng ta có một cái tiện lợi là mình
ở đâu đó mình cũng sử dụng được, ở nhà làm việc cũng được, miễn kết nối vô có được cái account như đó. Dạ đúng không? Ta đi qua Mỹ ta làm cũng được luôn, ta ngồi ở đây ta thấy làm việc ở nhà được, ta ở công ty của mình cũng được, đúng không? Rất là tiện lợi. Thì đúng rồi. Thì cái cloud này nó không phải chỉ có cái vấn đề lưu trữ không. Cái cloud mình nó có ba thứ đó chị ha. Một nó gọi là cái IaaS, tức là cái cho thuê hạ tầng như một dịch vụ. Cái thứ hai đó là cái software as a service, tức là cho thuê cái phần mềm như một dịch vụ. Tức là gì? Các chị có khả năng là chạy cái phần mềm online được không? Phần mềm gì đến táo? Cái gì xài Google chưa? Google Form chưa? Google Docs chưa? Google Sheet chưa? Google PowerPoint chưa? Cái đó đâu có cài máy tính đâu, mà ta có tài khoản Google, ta lên đó sử dụng dịch vụ của mấy ông này, coi như phần mềm đó nó chạy trên cái nền của cloud, đúng không? Thì mình đâu có phải mua một phần mềm về mình cài đặt, mà mình chạy trực tiếp từ cài đặt hay sao đó, nó lỡ như đâu không tương thích, đúng không? Thì ta chạy trực tiếp luôn, thì cái đó gọi là SaaS. Nhưng mà cloud nó còn một cái thứ nữa rất là hay, đó là cho thuê cái đám mây để mình xử lý á. Thì hiện nay ta hay dùng cái xử lý của anh Amazon, nó có một cái dịch vụ là cho thuê cloud để mình xử lý, tức là giống như một cái máy tính luôn, mà máy tính đó nó chạy trực tiếp trên cái nền của cloud luôn, ở đâu đó trên mạng đó. Ví dụ như ta có vấn đề mình cần xử lý dữ liệu lớn, dữ liệu data đó, thì để làm được cái data ta phải có một cái máy tính server, máy tính thực, rồi tính toán lớn, rồi là hai một con computer đó, máy tính một công suất lớn. Cho nên nếu ta có đầu tư được máy tính đó thì mình hay thuê một cái dịch vụ để nó hỗ trợ tính toán. Thì cái đó dùng cái cloud để nó hỗ trợ xử lý. Ở Việt Nam mình nó có một cái bài học thành công cho cái sử dụng cloud, đó là chính là chủ đường sắt Việt Nam. Em chị thấy ở cái thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh thì người ta có nhu cầu về quê ăn Tết và người ta mua vé tàu online. Tức là cái năm đầu tiên mà đường sắt Việt Nam đưa ra cái vé tàu á, thì chị thấy là ta chỉ mua vé tàu khi nào, cái thời điểm mình mua, khoảng tối nào mua, thời gian nào trong năm thì mua vé tàu về quê ăn Tết. Ta bán thì mua. Giờ ta bán thì mua đúng không ạ? Khi ta mở ra thì mua. Thì thứ nhất là ta phải biết kế hoạch đi Tết. Kế hoạch đi Tết từ đâu? Kế hoạch Tết là từ Bộ Lao động Thương xã Hội mới đưa lên. Rồi sau đó là Thủ tướng mới quyết. Rồi sau đó chuyển xuống các doanh nghiệp. Doanh nghiệp mới ra xem tình hình thực tế, bắt đầu mới có kế hoạch riêng của từng doanh nghiệp. Đúng không ạ? Ù sao hoặc là nghĩ trước nghĩ sau thì cái kiểu đó. Hoặc là nghĩ liên tục hay không, đó là tùy các doanh nghiệp. Nhưng mà kế hoạch đó thì nó cũng đã khoảng nửa năm, năm qua đó. Thì sau đó thì bắt đầu mới bà con mình mới xuống nhau đi mua cái tàu về. Thị trang nó cũng mở, cũng lối cũng gần gần đây chứ không phải là đầu năm. Thì ngày đầu tiên nó mở thì nó bị nghẽn mặt, tại vì quá nhiều người vô mua, nó bị sập mặt, sập mạng. Thì bây giờ người ta nói là giờ để mà để đáp ứng được với số lượng người đó thì ta phải nâng cấp cái hệ thống lên. Thì lúc đầu là nó có vậy thôi, đáp ứng được như đó thôi, nhưng mà vẫn nó quá rồi, bây giờ phải nâng cấp lên. Thế thì nâng cấp lên thì được thôi, nhưng mà tốn tiền. Dạ đúng không ạ? Nhưng nó sẽ bị lãng phí những tháng mà sau Tết. Tại vì những tháng sau Tết đâu có bao nhiêu người mua, phải không ạ? Bây giờ thì giải pháp là ta mới dùng cái cloud, tức là thuê lúc giữa năm á, thuê tới Tết, qua Tết trả thì cũng thuê nữa, quay về cái hệ thống bình thường. Dạ đúng không? Rồi đến cứ gần gần cuối năm giữa năm nè, thuê cái cloud nó hỗ trợ xử lý. Rồi thì cái lúc này là mình tiết kiệm được chi phí, mình không phải đầu tư cho hệ thống công nghệ tin nó lớn, mà chỉ là thuê hỗ trợ thêm thôi, nhưng mà nó đem lại cái giá trị để làm ta tiết kiệm được cái chi phí cho nó, đúng không? Cắt giảm được một số chi phí. Thì nó hướng đến đó chính là một trong những cái thành công của cái chỗ là giải pháp về cloud và công tin. Và hiện nay thì đa phần các doanh nghiệp mà dành và gốc khởi nghiệp á, thì họ dùng cái giải pháp là cloud là chủ yếu, dùng được công nghệ nhưng mà giá rẻ, tại vì cái sản phẩm này nó không biết là nó có thành công hay không. Nếu mà ta đầu tư vô á, thì lỡ mình lỗ thì mình phải thanh lý hết,
Dạ đúng không? Đúng không? Mà nó tốn kém, có nghĩa là phản ứng và thất bại đó thì nó sẽ thanh lý hết tất cả cái hệ thống đầu tư. Cho nên bây giờ tận dụng được cái gì mà rẻ đúng không ạ? Mà vừa công nghệ mà vừa mới, cho nên họ mới xài cloud. Giờ tôi lấy đơn giản cái gì mà miễn phí thì xài. Mấy anh mà bán hàng nó lẻ á, nhất nhất là sinh viên á, thì đâu có vội mà lập website để bán hàng gì. Ta bán hàng đâu trước? Trên Facebook trước. Coi coi cái thế giới số này nè, nó có chấp nhận sản phẩm hay không. Rồi bắt đầu là mới thấy ổn rồi đó. Bây giờ thì phải tiến xa hơn. Tiến xa hơn thì sao? Phải quay về lập tư nơi, tức là xây dựng website rồi hệ thống của các kiểu để mở doanh nghiệp rồi lớn các kiểu các tư đi vậy. Đúng không? Giống bắt đầu người ta đi ở nhà trọ trước thì sao thấy ổn ổn rồi đúng không? Thì bắt đầu phải quay về xây dựng nhà đất rồi cơ ngơi rồi các kiểu đó. Tại vì lâu dài phải là lập website đó. Ví dụ vậy thì đầu tư lâu dài thì sẽ ngủ, còn có thể là ta dùng những nền tảng mà có sẵn hiện nay. Nhưng mà một trong những cái trở ngại của cái cloud đó là vấn đề gì anh chị? Bảo mật. Tại vì cái dữ liệu của mình nó để trên cái một cái máy tính nào đó, tên bạn đang nghi ngờ gì tính bảo mật của nó, lỡ nó có rủi ro gì là cái môi trường số này có nhiều cái thứ mà đâu biết được đâu. Nhất là những công ty mà về tài chính ngân hàng thì không bao giờ họ dám dùng cloud để họ đưa dữ liệu lên trên đó. Thì bao giờ trong ngân hàng nó cũng có những cái trung tâm kiểm toán của nó là tồn tại với cả mười mấy cái server trong đó để hỗ trợ cho backup nhau các kiểu đó, để hỗ trợ cái việc xử lý, chứ không bao giờ dám dùng cloud về cái nghi ngờ tính bảo mật của nó. Dạ, nó khó như vậy. Rồi thế ta hỏi gì sau cái gì có đám mây là tới gì có gì dạ sao đám mây là cái gì có gì nè mưa sao đất mưa có một loại điện toán mới xuất hiện. Ngày đám mây nha, cloud là đám mây. Các thiết bị công nghệ thì mình kết nối vô cả máy tính rồi cả một số thiết bị kết nối ra. À, đại khái vậy nha. Nói nhiều lắm, nói nhiều, nó nói các kiểu nhiều như này. Ví dụ ES vậy nha. Bây giờ với cái 4.0 á, cái cloud này cũ ha, cái cloud này cũng là 3.0 này có rồi. Chứ không phải là 4.0 nó có cloud ha. Vậy thì cái 4.0 á, ta đề cập đến chỗ cái IoT mà mình đề cập ở đầu á. Tức là càng ngày có nhiều thiết bị công nghệ mình kết nối vào trong cái internet đúng không? Và để lấy cái data và phải có phân tích, phải xử lý nó, tức là chuyển data về cái server tính toán thì ta đổ dùng cái cloud. Rồi thì bây giờ là quá nhiều thiết bị công nghệ á, nó dẫn đến là cái cloud này khả năng nó sẽ bị quá tải và nó xử lý xong thì nó quay lại nó xử lý kịp thời không được với thiết bị này. Tại vì cái 4.0 á thì nó đòi hỏi là cái sự tích thời. Ví dụ như giải pháp về giao thông thông minh thì họ làm sao họ gắn cái cảm biến ở các đường giao thông nhiều rất nhiều cảm biến nha, rồi bắt đầu là chụp cái mật độ thì nó sản sinh cái data đó, nó chuyển cái data mật độ đó về một cái máy tính, ta lấy cái cloud á để xử lý tính toán, sau đó nó xử lý xong nó quay lại, nó điều tiết, tức là nó quay lại nó chuyển thông tin mà xử lý xong á nó về các cái xe đi vận hành với lại những người điều khiển giao thông như cảnh sát các kiểu đúng không? Như vậy cái quá trình đó là phải sao? Phải tức thời. Nó phải tức thời, đúng không ạ? Như vậy nó đòi hỏi cái khối lượng xử lý công nghệ rất lớn. Chứ tự nhiên mình thải dữ liệu lên 6 tiếng đồng hồ xong không xử lý xong nó quay trở lại thì sao được? Đúng không? Cái nhà máy thông minh cũng vậy. Nó vận hành vì nó phải có được thông tin rồi nó xử lý cái tương tác, cái điều khiển các thiết bị. Như vậy thì cái quá trình real time rất là cực kỳ quan trọng. Nhưng mình càng có quá nhiều thiết bị lên thì chắc chắn cái cloud này sẽ bị quá tải. Cho nên người ta mới nghĩ là bây giờ những cái xử lý mà đơn giản á, có thể là ta có những cái vùng xử lý ở dưới đây trước khi đưa lên cloud, hiểu không ạ? Thì vùng này nó tạm gọi là vùng sương mù, tức là điện toán sương mù. À, chưa phải mưa nha.
thì có siêu mù. Cái tên này là cloud computing ha, cloud computing là cái này thì xưa rồi. Rồi cái vùng này vùng loãng siêu mù tức là loãng hơn cloud đúng không ạ? Đám mây là đậm đặc hơn, còn siêu mù thì nó loãng nó mờ mờ ảo ảo nó loãng hơn đúng không? Thế thì vùng này vùng dưới thì vùng này gọi là vùng siêu mù. Tức là sao? Ta cũng cần có tính toán cho nó để gì ạ? Để nó tương tác vừa cái là cái sản phẩm cái thiết bị cái này thôi, chứ không đợi phải này thải lên cloud rồi mới quay lại đúng không ạ? Như vậy nó giảm tải cho cloud và cái vùng này thành ra đã có thể xử lý một vài khắc phục lỗi các kiểu đó, rồi nó tương tác vừa thiết bị này, rồi nó chỉ thải lên cloud này những dữ liệu mà đã làm sạch rồi, dữ liệu đã được siêu qua xử lý rồi, vậy đúng không? Cho nên cái điện toán mà ta nghiên cứu hiện nay đó là điện toán siêu mù, chứ không phải mưa nha, không phải hết mây để mưa, mà cái điện toán mới là điện toán siêu mù. Thì đây là cũng là đòi hỏi của cái mới rồi, của cái IoT đó, của 4.0 đó, của nhà máy thông minh đó, nó mới nghiên cứu. Thì hiện nay thì cũng chưa có, cũng có một cái nó ra đời là những cái ứng dụng mà đưa vào cái sử dụng thực tế của doanh nghiệp đó, điện toán siêu mù. Rồi có một cái loại điện toán nữa, tức là có ba vùng nữa chị ha. Cái vùng mà sát thiết bị này nè, nó cũng có rồi, cái này vùng 1 nè, vùng 2 nè, lao là vùng 3 à, 2 còn cái 1 nó có rồi, nó gọi là S, nó gọi là điện toán ranh giới, tức là ngay cái vùng mà sát thiết bị ấy, nó gọi là S computing. Dạ, thì người ta cũng có nghĩ rằng có một cái tính toán gì ngay vùng này, tại vì nhiều thiết bị kết nối qua đây ví dụ vậy, thì nên có cái tương tác xử lý cho nó, rồi lên cloud, lên siêu mù để mới lên cloud. Cái ba vùng, vùng sát thiết bị gọi là S, vùng mà trung gian nó gọi là fog, còn vùng cao gọi là cloud, cái vùng đậm đặc nhất. Thì yêu cầu của 4.0 là vậy, tức là cái sự tích thời. Như vậy thì để cho giảm tải cái việc xử lý thì nó có chiều từng tầng lên. Thì trong năm 2017 bắt đầu nó nghiên cứu nhiều về cái fog computing, tức là dạng điện toán siêu mù, để hỗ trợ cho ra đời những cái giải pháp công nghệ phục vụ cho cái nhu cầu tính toán và là cái những hệ thống nhà máy thông minh trong cái sản xuất của mình. Rồi đó thì toàn bộ tôi chia sẻ chị là những công nghệ là như vậy. Thôi chúng mình nghỉ buổi chiều hôm nay là đi vào trực tiếp cụ thể hơn là những mô hình thực tiễn trong doanh nghiệp của mình. Trong đó có những cái hệ thống của mình đang vận hành luôn đấy.
Thank you.